Vào thời ấy, một phép lạ đáng chú ý giống như những phép lạ ngày xưa đã xảy ra ở Anh quốc. Để đánh thức những người đang sống mà tâm hồn đã chết, có một người đã chết trở về lại đời sống trong thân xác cũ của họ và kể nhiều chuyện mà y đã trông thấy. Có một gia chủ ở xứ Northumbrian tên là Cunningham, sống một đời sùng tín. Ông ta ngã bệnh ngày càng nặng, cho đến vào đầu một đêm kia ông chết. Nhưng đến lúc bình minh, ông thình lình sống lại, ngồi dậy trên giường trước nỗi kinh ngạc của mọi người đang khóc xung quanh xác ông. Họ vùng bỏ chạy, chỉ trừ bà vợ, người yêu thương ông hơn ai hết, ở lại bên ông, mặc dù bà cũng run lên vì sợ hãi. Ông trấn an bà và bảo: "Đừng sợ, vì tôi quả thật vừa thoát khỏi nanh vuốt thần chết và tôi được phép sống lại giữa loài người. Nhưng từ đây, tôi không được sống theo thói cũ và phải có một lối sống hoàn toàn khác hẳn." Không lâu sau đó, ông từ bỏ trách nhiệm ở đời và gia nhập tu viện Melrose. Ông thường kể lại kinh nghiệm mà ông đã trải qua như sau. "Một người đẹp trai trong chiếc áo rực rỡ hướng dẫn tôi và chúng tôi im lặng đi về hướng dường như là Đông Bắc. Khi tiếp tục đi, chúng tôi gặp một thung lũng rộng và sâu có độ dài bất tận. Người ấy liền đưa tôi ra khỏi bóng tối đến một bầu không khí có ánh sáng trong suốt. Và khi người ấy dẫn tôi đi trong ánh sáng ấy, tôi thấy trước mặt một bức tường to lớn dường như có chiều cao và chiều dài vô tận. Vì tôi không trông thấy cửa ngõ, cửa sổ hay lối vào nào cả, tôi sao chúng tự hỏi tại sao chúng tôi đi đến đấy làm gì. Nhưng vừa khi tới nơi, tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã ở trên nóc bức tường ấy. Bên trong có một cánh đồng khoáng đạt và vui vẻ trải ra, ánh sáng tràn ngập trong đó còn sáng chói hơn cả mặt trời ở giữa ngọ." Người hướng đạo nói: "Này người phải trở về nhập xác lại và sống giữa loài người một lần nữa. Nhưng nếu người cân nhắc hành động một cách cẩn thận và học hỏi để giữ cho lời nói và tư cách ngươi đều bình dị, có đạo đức, thì khi chết, ngươi cũng sẽ được một căn nhà trong đó và sống giữa những linh hồn hạnh phúc mà ngươi đã thấy. Vì khi ta rời ngươi trong chốc lát là để xem tương lai của ngươi sẽ là gì." Khi ông ta nói thế, tôi rất miễn cưỡng trở về thân xác vì tôi đâm ra mê mẩn trước vẻ đẹp và số của cái nơi tôi đã thấy và những người trong đó. Nhưng tôi không dám hỏi người hướng đạo tôi, và trong khi ấy, không biết làm thế nào tôi chợt thấy mình sống lại. Bét chấm dứt câu chuyện với những lời này: "Con người của Chúa Trời không kể chuyện này và những điều y đã thấy với những người sống bất cẩn, vô cảm, mà chỉ nói với những người sẵn sàng ghi nhớ những lời của y và tăng thêm sự thánh thiện." Kỹ thuật y khoa tân tiến đã đem lại một chiều hướng mới mẻ, hấp dẫn cho tầm mức kinh nghiệm cận tử. Bây giờ, nhiều người đã sống lại sau một tai nạn hay một cơn suy tim, hoặc trong khi giải phẫu trong cuộc chiến. Kinh nghiệm cận tử đã là đề tài của một số lớn khảo cứu khoa học và tư duy triết học. Theo một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup và Chung vào năm 1982, có đến 8 triệu người Mỹ hay 1/20 dân số đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau về cõi trung ấm, tuy thế, có một mẫu mực chung về các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử. Một kinh nghiệm cốt lõi xuất hiện. Thứ nhất, họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc và thoải mái, không đau đớn hoặc có những cảm thọ về thân hoặc cảm thấy sợ hãi. Thứ hai, họ có thể để ý đến một âm thanh ào ào hay vù vù và cảm thấy mình rời khỏi xác. Đây gọi là kinh nghiệm. Họ có thể nhìn thấy cơ thể họ từ một điểm ở trên cao, thị giác và thính giác của họ nhạy bén hơn, tâm thức họ sáng suốt và rất nhạy cảm, và họ còn có thể đi xuyên qua vách tường. Thứ ba,
họ ý thức đến một thực tại khác, đi vào bóng tối, trôi nổi trong một không gian có chiều hướng rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. Thứ tư, họ trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ trong ánh sáng và tình yêu thương. Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại, họ đã gặp một thực thể thuần là ánh sáng, một hiện diện bằng quan sắc và có vẻ toàn năng mà một số người gọi là Thượng Đế hay Chúa Kitô, có lòng từ mẫn. Đôi khi, trước hiện diện này, họ có thể chứng kiến toàn cảnh cuộc đời họ diễn lại, thấy mọi việc họ đã làm trong lúc sống, cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy và tự thấy mình ở trong một trạng thái phúc lạc. Trong đó, mọi khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa. Mặc dù kinh nghiệm ấy chỉ kéo dài 1-2 phút, nó vẫn là cái gì rất toàn vẹn và phong phú. Thứ năm, một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy vẻ đẹp, dinh thự, phong cảnh thiên đường với thiên nhạc và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài người, dường như rất ít người, báo cáo thấy những hình ảnh ghê rợn của hỏa ngục. Thứ sáu, họ có thể đạt đến một biên giới mà họ không thể đi xa hơn. Vài người gặp bà con, bạn bè đã chết và nói chuyện với họ. Họ quyết định thường rất miễn cưỡng hoặc được bảo phải trở lại thân xác và cuộc đời. Đôi khi vì ý thức sứ mệnh và phụng sự, đôi khi vì để lo cho gia quyến. Đôi khi chỉ để hoàn tất mục tiêu cuộc đời họ đang bị gian dở. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là sự chuyển hóa toàn diện trong sự sống, trong thái độ và trong tương giao của những người đã có kinh nghiệm ấy. Họ có thể không mất nỗi sợ hãi đối với nỗi đau và hấp hối, song chính cái chết thì họ không sợ. Họ trở nên bao dung hơn, đầy tình thương yêu và quan tâm đến những giá trị tâm linh, đến con đường trí tuệ và họ thường thiên về đời sống tâm linh. Nói chung, hơn là quan tâm đến những giáo điều của một tôn giáo. Thế thì làm sao để giải thích kinh nghiệm cận tử? Vài người Tây Phương đọc tử thư Tây Tạng đã so sánh những kinh nghiệm cận tử này với các kinh nghiệm về thân trung ấm trong truyền thống tử thư. Dù rằng việc này cần có một khảo sát đặc biệt vượt ngoài tầm sách này, nhưng có một số điểm tương đồng hoặc dị khác mà ta có thể thấy như sau. Bóng tối và đường hầm. Ở điểm này, giáo lý nói đến một giây phút hỷ lạc hạnh phúc. Một trong những nét chính của kinh nghiệm cận tử là cái cảm tưởng di chuyển với tốc độ kinh khủng và cảm giác vô trọng lực qua một không gian tối đen, một màu đen kỳ diệu, thanh bình, toàn triệt và đi xuống một cái hầm đen dài. Một phụ nữ đã kể cho Kenneth Ring, nó giống hệt một khoảng trống thoải mái thanh bình đến nỗi bạn có thể tiếp tục đi tới, chỉ toàn là màu đen. Không có cảm giác nào như là một đường hầm, bạn cứ như là trôi giữa hư không. Và một bà khác kể, điều đầu tiên tôi nhớ được là một tiếng xào xạc kinh khủng, thật khó có thể nói nên lời. Tôi có thể nói là nó như một cơn lốc, giống như một trận cuồng phong kéo tôi đi và tôi đang được kéo từ một điểm chật hẹp đến một nơi rộng rãi. Một người phụ nữ khác thì nói rằng, tôi đang ở một nơi giống như là một khoảng trống ngoài trời, hoàn toàn tối đen và tôi cảm thấy đang được lôi kéo về phía cuối một đường hầm. Tôi biết thế vì tôi có thể trông thấy một ánh sáng cuối đường. Tôi đang thẳng đứng và bị kéo về phía lối ra. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là mộng mị. Ánh sáng. Vào lúc chết, ánh sáng hắn căn bản hay linh quang xuất hiện với tất cả vẻ chói lọi quang vinh. Tử thư Tây Tạng nói, hỡi thiện nam tín nữ, tự tánh tâm ngươi là ánh sáng và khoảng trống bất khả phân. Nó trú như một vùng ánh sáng rộng lớn vượt ngoài sống và chết.
Quả thế, đấy là Đức Phật với ánh sáng không thay đổi. Melvin Marx, chuyên gia sưu tầm kinh nghiệm cận tử nơi trẻ em, có nhận xét: gần hết mọi kinh nghiệm cận tử của trẻ con và 1/4 kinh nghiệm của người lớn đều có yếu tố ánh sáng. Tất cả đều báo cáo rằng ánh sáng xuất hiện ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm cận tử, sau khi chúng ta đã có kinh nghiệm thoát xác hoặc đã đi hết đường hầm. Một mô tả hay nhất về sự tiến gần ánh sáng được Margot Gray báo cáo: dần dần bạn nhận ra rằng rất xa ở đằng xa, một khoảng cách vô lượng, bạn có thể đạt đến cuối đường hầm vì bạn có thể trông thấy một ánh sáng trắng, nhưng nó quá cách xa tới độ tôi chỉ có thể so sánh nó như khi nhìn lên bầu trời mà thấy một vì sao duy nhất ở đằng xa. Nhưng bạn phải nhớ rằng mình đang đi qua một đường hầm và ánh sáng ấy sẽ lấp đầy cuối đường hầm. Bạn có thể tập trung trên điểm sáng ấy vì khi bạn ngồi tới trước, bạn sẽ gặp nó. Dần dần, khi bạn du hành về điểm sáng ấy ở một tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng ngày càng lớn. Toàn thể tiến trình này, nhớ lại, dường như kéo dài chỉ chừng 1 phút. Khi bạn từ từ tiến đến ánh sáng cực chói lọi ấy thì không có cảm giác đường hầm đột ngột chấm dứt. Đúng hơn, bạn có cảm giác mình tan vào trong ánh sáng ấy. Khi đó, đường hầm đã ở sau bạn và trước mặt là một ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ tuyệt đẹp. Ánh sáng vô cùng rực rỡ, hơn cả một ánh sáng sẽ làm lòa mắt bạn, nhưng ánh sáng này tuyệt nhiên không làm hại mắt bạn chút nào. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử đã tả ánh sáng ấy như sau. Tôi sẽ tả về ánh sáng ấy là: vâng, đấy không phải là ánh sáng, mà là sự vắng mặt của bóng tối, toàn diện và viên mãn. Bạn thường nghĩ, ánh sáng lớn là ánh sáng chiếu trên mọi vật, làm nên những cái bóng. Nhưng ánh sáng này thực sự là vắng mặt của bóng đen. Chúng ta không quen với khái niệm này vì ta luôn luôn có một cái bóng từ nơi ánh sáng. Nếu ánh sáng không bao quanh ta, nhưng ánh sáng này toàn vẹn, tràn đầy tới nỗi bạn không nhìn vào nó mà bạn ở trong nó. Một người đã kể cho Kenneth Ring: nó không sáng, nó như một ngọn đèn có chụp lại hay gì ấy, nhưng đó không phải là loại ánh sáng mà bạn có được từ ngọn đèn. Bạn biết nó ra sao không? Giống như người nào đó đã để một cái chụp lên mặt trời. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng an lạc. Tôi không còn sợ hãi, mọi sự sẽ không sao cả. Một phụ nữ bảo Margot Gray: ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng nổi. Không có lời nào để mô tả nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Đấy là một cảm giác an lành, một cảm giác kỳ diệu. Ánh sáng chói lọi tới nỗi bình thường có thể làm lòa mắt bạn. Nhưng sao nó không làm ta đau mắt một chút nào? Điểm tương đồng với trung ấm tái sanh. Trong kinh nghiệm cận tử, tâm tạm thời thoát khỏi thân xác và kinh qua một số kinh nghiệm gần giống những gì mà một thân ý sanh trải qua. Thứ nhất, kinh nghiệm thoát xác. Kinh nghiệm cận tử thường khởi đầu bằng một kinh nghiệm thoát xác. Người ta có thể trông thấy điều này thân thể của chính họ, cũng như thấy hoàn cảnh chung quanh. Điều này trùng hợp với điều đã được nói trong tử thư. Thứ hai, ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ, nhưng không thể nào liên lạc được với họ, và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Michael Sabom, nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào từ một điểm gần cái trần nhà. Điều to tát nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Tôi đang ngồi tuốt trên cao, nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tớ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết. Tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhận thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý do gì để đau khổ. Thứ ba, thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong tử thư Tây Tạng,
Thân ý sanh ở trong trung ấm tái sanh được mô tả như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn ở độ tuổi thanh xuân. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi lúc ấy là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay một cái gì đó làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi tôi lúc ấy. Thứ tư, gặp gỡ người khác. Tử thư Tây Tạng có viết là có gặp những người chết khác trong cõi trung ấm tương tự. Người chết đi sống lại cũng thường có thể nói chuyện với người đã chết. Cựu chiến binh Việt Nam đã kể cho Michael Sabom khi ông ta nằm bất tỉnh trên chiến trường ngắm cái thi thể của mình. 13 đứa đã bị tử trận vào ngày hôm trước mà tôi đã cho vào túi ni lông, bây giờ đang ở đấy với tôi. Hơn thế nữa, suốt trong những năm tháng ấy, trung đoàn tôi chết 42 người, tất cả 42 người đều có mặt ở đấy. Họ không ở trong hình dạng mà ta thấy như người thường, nhưng tôi biết họ ở đấy. Tôi cảm thấy hiện diện của họ, chúng tôi liên lạc với nhau, không cần ngôn ngữ, lời nói. Thứ năm, những cảnh giới khác nhau. Ngoài các loại thấy khác, thần ý sanh còn thấy được những ảnh tượng và dấu hiệu của những cảnh giới khác nhau. Một số ít trong những người chết đi sống lại thuật về những cảnh với tượng của thế giới nội tâm, về những cõi thiên đường, đô thị ánh sáng với âm nhạc siêu trần. Một phụ nữ đã kể lại rằng, ở tuốt đằng xa, tôi có thể trông thấy một đô thị có những tòa nhà riêng rẽ, sáng chói, rực rỡ, người ta sống hạnh phúc trong đó, có hồ nước, suối nước tung tóe, cả một đô thị ánh sáng, tôi có thể nói thật tuyệt vời, lại có âm nhạc tuyệt diệu, mọi thứ đều sáng chói diệu kỳ. Nhưng nếu tôi vào trong đó thì tôi nghĩ tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi được bảo cho biết rằng nếu vào đấy thì tôi không thể trở về, rằng tôi có quyền quyết định. Một người khác thì nói rằng, tôi dường như thấy mình ở trong một cái gì như là một dinh thự, nhưng tôi không thể nhớ được có tường vách nào, chỉ có một ánh sáng và lan khắp. Tôi để ý quanh tôi, nhiều người dường như đang tản bộ mỉm cười. Họ dường như không phải đang đi, mà họ đang lướt qua. Tôi không cảm thấy có gì ngăn cách với họ. Tất cả cảm giác tôi nhớ nhất về họ là một cảm thức toàn triệt về nhất thể. Tôi là một phần của tất cả mọi thứ quanh tôi. Thứ sáu, cảnh tượng địa ngục. Không phải tất cả những người chết đi sống lại đều mô tả những cảnh tượng tích cực lạc quan, vì bạn cũng đã thấy nói rằng trong tử thư Tây Tạng, vài người kể họ đã kinh qua những nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô độc, buồn sầu, ảm đạm, rất giống với cảnh tượng mô tả trong trung ấm tái sanh. Một người đã kể lại rằng, họ như bị hút vào trong một vực nước xoáy rộng lớn đen ngòm, và những người đã làm ác thì thấy mình đang du hành xuống phía dưới thay vì hướng lên trên, giống như tử thư mô tả những người sắp bị rơi vào những đọa xứ trong trung ấm tái sanh. Tôi đang di chuyển như một phần của một dòng sông âm thanh, tiếng người lải nhải bất tận, tôi thấy mình chìm vào trong đó, trở thành một phần của dòng nước và từ từ bị chìm ngập. Một nỗi kinh hoàng tóm lấy tôi, như thể tôi biết rằng một khi bị nuốt chửng bởi cái khối lượng tiếng ồn càng lúc càng tăng này thì tôi sẽ chết mất. Tôi đang dòm xuống một cái hố rộng sâu đầy những sương mù cuồn cuộn. Từ dưới ấy có vô số những bàn tay và cánh tay vươn lên cố chụp bắt lấy tôi, kéo tôi vào đấy. Có tiếng rên xiết kinh khủng đầy tuyệt vọng. Những người khác kinh qua những điều mà ta chỉ có thể gọi là cảnh tượng địa ngục, với hơi nóng ngột ngạt và khí lạnh kinh hồn, nghe những âm thanh của sự kêu la do bị hành hạ hay tiếng gì như tiếng thú rừng. Một phụ nữ đã kể, tôi thấy mình ở một nơi xung quanh toàn là sương mù mờ mịt. Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục, có một cái hố thật lớn,
từ trong đó hơi nóng tuôn ra, có những bàn tay và cánh tay đưa lên cố níu lấy tay tôi. Tôi kinh hoảng, sợ rằng bàn tay ấy sắp sửa tóm lấy tôi mà kéo vào trong địa ngục với họ. Từ phía khác, một con sư tử khổng lồ nhảy chồm về phía tôi. Tôi thét lên, tôi không sợ con sư tử mà sợ nó sẽ làm cho tôi mất chân đứng và xô tôi vào cái hố sâu kinh khủng ấy. Dưới đó vô cùng nóng và luồng hơi dưới ấy cũng tuôn lên nóng khủng khiếp. Một người đàn ông đã bị đứng tim kể lại rằng, tôi đang đi xuống sâu trong lòng đất, có nỗi giận dữ và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi sự đều một màu xám, có tiếng ồn, náo nhiệt khủng khiếp như những con thú điên dại đang gầm gừ nghiến răng. Raymond Moody có viết, có nhiều người cho rằng họ đã thấy những người dường như đã bị mắc bẫy do không thể đầu hàng cái khuynh hướng bám víu thế giới vật lý, tài sản, người, tập quán. Một phụ nữ nói về những con người lạc loài ấy như sau. Đầu họ cúi xuống, họ có những vẻ buồn thảm tuyệt vọng. Họ dường như đang lê bước, như bị xiềng chung lại với nhau, không biết mình đang đi đâu, không biết có ai để đi theo hay có cái gì để tìm kiếm. Khi tôi đi qua, họ không buồn ngẩng lên nhìn xem cái gì. Họ dường như nghĩ, thôi thế là xong, tôi đang làm gì, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì. Chỉ thuần một tư thái vô vọng như thế, không biết mình phải làm gì, phải đi đâu, không biết mình là ai hay gì cả. Họ dường như đi mãi tới trước, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ, nhưng không có một hướng đặc biệt nào. Họ cứ đi thẳng tới, quay qua trái vài bước, rồi lại quay qua phải. Và tuyệt đối không có một việc gì để làm. Họ đang tìm kiếm, nhưng tìm cái gì tôi không biết được. Đề lốc, một kinh nghiệm cận tử của Tây Tạng. Một hiện tượng lạ lùng, ít được biết đến ở Tây Phương nhưng lại rất quen thuộc ở Tây Tạng, đó là đề lốc. Tạng ngữ đề lốc có nghĩa là trở về từ cõi chết, và truyền thống đề lốc là những con người dường như chết do hậu quả của một cơn bệnh và tự thấy mình du hành trong cõi trung ấm. Họ đi thăm các cõi địa ngục, ở đấy họ chứng kiến sự phán xét người chết và những thống khổ ở địa ngục. Và đôi khi họ lên thiên đường hay những cõi Phật, họ có thể được một thiên thần mang đi, người bảo vệ họ và giải thích cho họ những gì xảy đến. Sau một tuần, người chết trở về thân xác với một thông điệp của Diêm Vương gửi cho những người sống, dục họ phải tu hành và có một đời sống lợi lạc. Thông thường, những người Delox này rất khó làm cho người ta tin được những gì họ kể, và họ dành suốt đời còn lại để kể cho người khác nghe những kinh nghiệm của mình để làm cho người ta tiến đến con đường tuệ giác. Lingza Choiki là một địa lốc nổi tiếng, xuất thân từ vùng quê Tây Tạng và sống vào thế kỷ 16. Trong tiểu sử của bà kể rằng bà không nhận ra mình đã chết. Bà thấy mình thoát xác, thấy xác một con heo nằm trong giường bà, mặc áo quần của bà. Bà cuống cuồng một cách vô vọng để liên lạc với gia đình khi họ đang khởi sự công việc cầu nguyện cho cái chết của bà. Bà đâm ra tức giận họ khi họ tỉnh bơ không để ý gì tới mình và không dọn thức ăn cho mình. Khi những con cái bà khóc lóc, bà cảm thấy như một trận mưa đá đầy cả máu mủ tuôn xuống, làm cho bà vô cùng đau đớn. Bà cho chúng ta biết bà rất vui khi thấy làm lễ cầu siêu cho bà. Và cuối cùng, một niềm hạnh phúc vô lượng dâng lên khi bà đến trước bậc thầy đang làm lễ cho bà, đang an trú trong tự tánh tâm. Và khi ấy, tâm bà với thầy trở thành một. Sau một lúc, bà nghe tiếng gọi của người mà bà nghĩ là thân phụ mình, và bà đi theo ông. Bà đến cõi trung ấm, mà bà trông giống như một xứ sở. Từ đấy bà kể, có một cây cầu dẫn xuống các cõi địa ngục, nơi mà Diêm Vương đang kể những hành vi thiện ác của người chết. Trong cõi này, bà gặp nhiều người kể cho bà nghe chuyện của họ, và bà trông thấy một thiền giả vĩ đại đã xuống địa ngục để giải cứu các chúng sinh. Cuối cùng, bà đã được trả về thế gian vì có sự lầm lẫn về lý lịch, bà chưa tới số chết.
Với thông điệp từ Diêm Vương cho những người còn sống, bà trở về nhập xác và bình phục. Bà đã dành cuộc đời còn lại để kể về những gì bà đã học được. Hiện tượng Dilok không chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến rất gần đây. Ở Tây Tạng, đôi khi một người như vậy rời bỏ thân xác chừng một tuần, gặp những người đã chết, đôi khi là những người họ hoàn toàn không quen biết. Những người này gửi gắm những thông điệp để mang về trần gian cho bà con họ, bảo bà con họ phải làm lễ này, lễ nọ nhân danh họ. Người chết hụt khi trở về sẽ nói lại những thông điệp ấy cho thân quyến của người kia. Ở Tây Tạng, việc này được xem là bình thường và có những phương pháp tinh vi để thử xem những người sống lại ấy là thật hay giả. Kinh nghiệm cận tử có vẻ là một chùm biến cố mà người ta không thể hiểu được toàn diện bằng cách nhìn từng mảnh vụn khác nhau của nó. Ta không thể hiểu âm nhạc bằng cách nghiên cứu những tần số âm thanh khác nhau đã tạo nên mỗi nốt nhạc. Ta cũng không cần phải thấu hiểu vật lý học về âm thanh mới thưởng thức được Mozart, v.v. Kinh nghiệm cận tử vẫn còn là một sự huyền bí. Sống, chết và tái sinh. Cõi ta bà. Ta bà là chu kỳ sự hiện hữu, sự sinh, sự sống và cái chết chi phối bởi nghiệp. Đó là chiếc bánh xe của khổ đau hình thành từ các hiện tượng của sự hiện hữu. Bám víu vào sự sống là một sự hão huyền. Thực hoài công khi muốn bám víu vào sự hiện hữu này, dù sống đến 100 tuổi, ta cũng phải chết một ngày nào đó. Hơn nữa, giây phút ra đi không thể biết trước được, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù là người giàu có, dù được những người chung quanh chăm sóc, sự sống này sớm muộn cũng chấm dứt, không cứu vãn được. Của cải chẳng giúp được gì, cái chết của một người tỷ phú không khác cái chết của một con thú hoang. Vô thường. Trong chu kỳ hiện hữu, trên dòng nối tiếp bất tận của vô số kiếp tái sinh và trong khoảng thời gian của mỗi kiếp, bất thần tất cả dục biến đổi. Tuy không có gì báo trước, thế nhưng hình như tất cả bỗng nhiên được tháo gỡ, điều gì xã hội sụp đổ, đoàn tụ trở thành chia ly, sự sống trở thành cái chết, hạnh phúc trôi nhanh, tất cả những gì thuộc sở hữu của ta trở nên vô thường. Tất cả những gì trước đây ta xem là thật cũng chỉ là vô thường. Sân khấu của vô thường. Tái sinh không phải là một cách tránh né cái chết. Trái lại, mỗi chúng ta trong từng ngày nhích lại gần hơn với cái chết, tương tự như những con vật bị đưa đến lò sát sinh. Trong vũ trụ này, bất cứ gì đều bị chi phối bởi quy luật vô thường và sẽ tan rã. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 có nói như sau: những người còn trẻ, cường tráng và khỏe mạnh nhưng chết sớm chính là những vị thầy thuyết giảng cho chúng ta về vô thường. Vô thường tương tự như một sân khấu. Sau một màn trình diễn, các diễn viên trở vào hậu trường thay y phục và sau đó lại trở ra. Nguồn gốc của sự sống hiện tại và tương lai. Kinh sách Phật giáo giảng rằng tâm thức không có khởi thủy, do đó sự tái sinh cũng không có khởi thủy. Phân tích cẩn thận và nghiêm túc sẽ thấy rằng tri thức không hề là nguyên nhân thực thể của vật chất, ngược lại, vật chất cũng không phải là nguyên nhân thực thể của tri thức. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được là nguyên nhân của tri thức là một tri thức khác đã có từ trước. Đó là một cách chứng minh và giải thích nguồn gốc của sự sống trong quá khứ và tương lai, sự tiếp nối của sự sống. Tái sinh làm người là một sự quý hiếm. Hãy tưởng tượng một cái ách dùng cho bò kéo cày, bằng gỗ nạm vàng, trôi dạt trong một đại dương mênh mông. Có một con rùa già mù lòa sống trong đáy đại dương, cứ cách 100 năm lại nổi lên mặt nước để thở một lần. Vậy thì cơ may khiến con rùa chui đầu vào cái ách bằng vàng ấy là bao nhiêu? Đức Phật giảng rằng được tái sinh dưới thể dạng con người cũng hiếm hoi như thế. Cái ách nạm vàng thật quý giá,
tượng trưng cho sự tái sinh làm người, thế nhưng đồng thời nó cũng tượng trưng cho sự trói buộc và nhọc nhằn. Tái sinh và đầu thai. Chư Phật bảo rằng tái sinh là một sự thật. Chính thế, đây là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta tin rằng có một thứ tri thức thật tinh tế làm nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi thứ mà chúng ta gọi là sự sáng tạo. Tri thức tinh tế ấy hiện hữu trong mỗi cá thể từ lúc khởi thủy tiếp tục cho đến khi đạt được Phật tính. Đấy là gì mà người ta gọi là sự hiện hữu. Nó có thể mang nhiều hình tướng khác nhau, chẳng hạn như một con thú, một con người, hoặc cũng có thể là một vị Phật. Đấy là nguyên tắc căn bản của giả thuyết tái sinh. Theo dòng thời gian từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, tâm thức tinh tế chuyển đổi từ hình tướng này sang hình tướng khác và tìm cách đạt được Phật tính. Nếu tái sinh là một sự bắt buộc, đầu thai là một sự chọn lựa. Quyền được chọn lựa dành riêng cho một số cá thể xứng đáng, chủ động được sự tái sinh của mình trong tương lai. Đấy là trường hợp của chư Phật và một số người khác nữa. Khi tâm thức đạt được một cấp bậc phẩm tính nào đó mà chúng ta gọi là tri thức tinh tế, tâm thức không còn chết nữa, ít nhất là theo ý nghĩa thông thường của chữ này. Tâm thức đó hàm chứa khả năng giúp nó có thể chọn lựa một thân xác khác để đầu thai. Đó là trường hợp đặc biệt của các vị Bồ Tát. Dù đang đứng ở ngưỡng cửa của Niết Bàn, người Bồ Tát cũng không bước vào vì họ nhất quyết lưu lại trong cõi ta bà, tức là chu kỳ hiện hữu, để giúp đỡ chúng ta. Dưới cái nhìn của chúng tôi, những người Phật giáo, tái sinh và đầu thai là một điều hiển nhiên, một hiện tượng vật lý, có thực như những hạt nguyên tử. Sự chối bỏ. Tất cả mọi cảm nhận thích thú hay hạnh phúc trong chu kỳ hiện hữu, dù mãnh liệt hay tuyệt vời đến đâu, đều chấm dứt một cách thảm thương. Hãy nghĩ đến bản chất hư ảo của chúng để hiểu rằng nên chấm dứt ngay cái dòng lẫn quẩn đó, dù cố gắng tiếp tục thêm cũng chẳng lợi ích gì. Vì thế, hãy phát động trong lòng sự ghê tởm sâu xa về chuỗi dài thử thách đó, tức chu kỳ hiện hữu, và quyết tâm từ bỏ nó. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu thật chính xác xem đâu là nguyên nhân mang lại các nỗi khốn khổ và đớn đau ấy. Sự tin tưởng do bản năng về một cái tôi độc lập. Khổ đau không phải vô cớ xảy ra, thế nhưng nó cũng không phải là tác phẩm của một vị trời toàn năng nào cả. Đấy là sản phẩm phát sinh từ những lầm lẫn và những hành động thúc đẩy bởi các thể dạng tâm thức không chủ động được của chính mình. Nguyên nhân trước hết của khổ đau là vô minh. Đấy là sự hiểu biết sai lạc về bản chất của mọi hiện tượng, tự xem mình hiện hữu một cách tự tại, dù mình phóng đại cương vị của các hiện tượng và tạo ra các ranh giới phân biệt ta với người khác, tự xem mình quý giá nhất trong vũ trụ, khiến ta đối xử với người khác như chính ta là một vị Phật. Trên thực tế, thái độ đó chưa bao giờ mang lại hạnh phúc lâu bền. Tính cách lừa phỉnh của các thể dạng bên ngoài. Khi nào ý thức được các hiện tượng chỉ là sự lừa phỉnh, khi đó ta mới đủ khả năng để hiểu là chúng không hàm chứa một sự hiện hữu tự tại nào. Sự phủ nhận đó không có nghĩa là loại bỏ một thứ gì đã từng hiện hữu trước đây. Đấy chỉ là cách đơn giản thừa nhận những gì chưa bao giờ hiện hữu sẽ đương nhiên không hiện hữu. Vì lầm lẫn, chúng ta xem các thể dạng bên ngoài là thực. Thế nhưng, các thể dạng bên ngoài không tương quan với bất cứ một thực thể nào. Ảo giác khiến ta tưởng lầm sợi dây thừng là con rắn. Hãy lấy thí dụ một cuộn dây thừng vào lúc nhá nhem tối, ta tưởng lầm đấy là một con rắn. Sự nhận biết sai lầm cho rằng sợi dây thừng là con rắn gây ra trong tâm thức một số phản ứng chẳng hạn như sự sợ hãi. Sợ hãi làm phát sinh ra hành động, thí dụ như tông cửa phóng chạy ra hoặc tìm cách giết con rắn. Tất cả các hành động ấy xảy ra chỉ vì một sự lầm lẫn nhỏ nhặt. Cũng thế,
chúng ta tưởng lầm thân xác và tâm thức của mình hàm chứa một cái tôi nào đó, từ đấy sinh ra một thứ sai lầm khác, chẳng hạn như dục vọng, giận dữ. Từ thái độ ích kỷ, tức bám víu vào một cái tôi, ta phân biệt mình với người khác. Tất cả đều thuộc vào một tổng thể. Nếu một vật thể nào đó không thể phân tách ra nhỏ hơn, nhất định vật thể ấy mang tính cách độc lập. Thế nhưng, chẳng có bất cứ gì không thể phân chia được. Bất cứ gì lệ thuộc vào các thành phần tạo ra nó đều được chỉ định dựa vào thể dạng tương kết giữa các thành phần ấy, và sự xác định ấy chỉ hiện hữu xuyên qua ý niệm của ta. Nếu như tất cả các thành phần hiện hữu một cách cụ thể, đúng như chúng đã hiện ra, hiện thực phải được xác nhận một cách minh bạch bằng các phương pháp phân giải. Thí dụ, theo quy ước, người ta chấp nhận sự hiện hữu của cái tôi, biết biểu lộ vui thích và cảm nhận được đớn đau. Thế nhưng khi sử dụng phép phân giải để khảo sát và tìm kiếm cái tôi ấy thì không thấy nó đâu cả. Dù có xoay chiều đổi hướng phép phân giải, ta cũng không thể tìm thấy cái tôi ở bất cứ nơi nào. Không có một tổng thể nào khác hơn các thành phần tạo ra nó. Câu này có nghĩa là không tìm thấy một thành phần nào tượng trưng cho cái tôi trong một tổng thể, trong số tất cả các thành phần tạo ra một cá thể, tổng thể con người, gồm thân xác và tâm thức, không tìm được một thành phần nào gọi là cái tôi. Sự tiếp nối liên tục của tri thức. Dù thân xác chỉ là tổng hợp của nhiều thành phần hóa học và vật lý, thế nhưng vẫn có một tác nhân tinh tế rạng ngời và tinh khiết tạo ra sự sống của các sinh linh. Tác nhân ấy không mang tính cách vật chất nên không cân đo được, thế nhưng không phải vì thế mà nó không hiện hữu. Theo quan điểm Phật giáo, tri thức được hiểu là phi vật chất. Nhất định phải có một nguyên nhân sinh ra tri thức. Nguyên nhân ấy thuộc bản thể tinh anh, tạo ra sự sống. Do đó, tri thức cũng có cùng một bản thể với sự sống. Nếu không có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước đó, sẽ không có một tri thức nào xảy ra tiếp theo sau, dù bất cứ dưới hình thức nào. Khi nào có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước, sau đó mới có một khoảnh khắc tri thức khác tiếp nối theo sau. Tri thức không phát sinh từ hư vô, nó cũng không tan biến để trở thành hư vô. Vật chất cũng không thể trở thành tri thức. Khi nào hiểu được không có một sự dừng lại, chấm dứt nào của sự tiếp nối tri thức trong một kiếp sống, khi đó ta mới nhận thấy tính cách hợp lý của luận cứ cho rằng sau cái chết còn có một sự sống khác. Tri thức tiếp nối liên tục hết kiếp này sang kiếp khác, không ngưng nghỉ. Khái niệm đó cho thấy các kiếp sống, chết, tái sinh thay nhau hiển hiện trên dòng tiếp nối đó. Vì thế, sự tiếp nối liên tục của tri thức không thể dứt đoạn ngừng nghỉ trong một kiếp sống. Tâm thức là gì? Khảo sát cẩn thận sẽ thấy tâm thức là một thứ gì đó tương tự như một không gian trong suốt, hoàn toàn trống không. Trong đó, tất cả mọi sự hiển hiện đều đình chỉ. Có nghĩa là tất cả mọi tư duy và xúc cảm đều là những sự hiển hiện. Do đó, chúng ta không phải là các thành phần tự tại của tâm thức. Người ta thường lầm tưởng những sự hiển hiện ấy là cái tôi. Tư duy là gì? Đối với cá nhân tôi tin tất cả mọi hiện tượng trước hết đều phát sinh từ tư duy, chủ trương của học phái duy thức. Tư duy tạo ra nhiều tác động hơn hẳn so với vật chất. Theo triết học Phật giáo, tư duy dù kỹ cương hay không đều làm phát sinh ra nghiệp. Nghiệp nhất thiết ảnh hưởng đến các yếu tố bên trong. Các yếu tố này sau đó mới tác động vào các yếu tố bên ngoài. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là một hành động. Nghiệp tác động bằng ba cách: thân xác, ngôn từ và tâm ý. Khái niệm về ba cửa ngõ trong giáo lý Phật giáo: thân, khẩu, ý. Nghiệp tạo ra ba thứ hậu quả: đạo hạnh, không đạo hạnh và trung hòa. Quá trình vận hành của nó gồm hai giai đoạn:
Thí dụ ta suy tính trong đầu sẽ làm một việc gì đó, để làm một hành động duy ý. Sau đó, sự suy tính chuyển thành hành động trên thân xác hoặc ngôn từ, đó là hành động thực thi đã được suy tính trước, cố tình. Những hành động tiêu cực nhất định mang lại khổ đau, các hành động tích cực đương nhiên mang lại tốt đẹp. Các hành động tạo nghiệp theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, tích lũy được các hành động tích cực sẽ mang lại lợi ích trong tương lai và các kiếp sống về sau. Ngược lại, nếu liên tiếp phạm vào những hành động tai hại, nhất định ta sẽ phải nhận lãnh các hậu quả phát sinh từ những hành động đó. Quy luật nguyên nhân và hậu quả. Nếu muốn biết ta đã làm những gì trước đây, chỉ cần nhìn vào thân xác ta hôm nay sẽ rõ. Thân xác đó xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh hay xấu xí, bệnh tật, đần độn. Nếu muốn biết sau này ta sẽ ra sao, hãy quan sát xem tâm thức ta đang vận hành như thế nào. Thích thú và đớn đau. Thích thú và đớn đau là hậu quả. Bản chất khác biệt và đa dạng của chúng cho thấy chúng lệ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, muốn tìm thấy sự thích thú, ta phải tạo ra các nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Muốn lẩn tránh khổ đau, ta cũng phải tìm cách loại bỏ nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau. Khi một nguyên nhân mang lại khổ đau được ghi khắc trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức, dù muốn tránh xa khổ đau cách mấy, ta cũng sẽ phải đối đầu với nó. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt. Hậu quả của các hành động tai hại tùy thuộc vào cường độ của ảo tưởng làm phát sinh ra chúng. Hậu quả tương xứng với nguyên nhân của nó. Thí dụ tái sinh trong một cõi thấp hơn vì vi phạm vào hành động sát nhân chẳng hạn, kể cả trường hợp vẫn còn giữ được thể dạng con người đi nữa, thì sự hiện hữu đó sẽ rất ngắn. Phạm vào hành động trộm cắp sẽ tái sinh trong cảnh thiếu thốn. Phạm vào các hành vi dục tính, thiếu đạo hạnh sẽ gặp người phối ngẫu ngoại tình. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt bất hòa đưa đến chia rẽ giữa bạn bè, cứ như thế mà tiếp tục. Quán nhận sai lầm sẽ mang tạo ra tình trạng hoang mang bất định hướng. Hạnh phúc hay khốn cùng trong hiện tại là hậu quả của những hành động mà ta thực thi trong quá khứ, không hơn không kém. Quy luật chi phối sự tái sinh. Vô số kiếp tái sinh đang chờ đợi ta. Các kiếp ấy có thể tốt hay xấu, không thể tránh được hậu quả của nghiệp, không thể đảo ngược các hành động. Ta sẽ gặt hái hậu quả một ngày nào đó. Khi một hành động được thực thi, nguyên nhân sẽ sinh ra. Nó hiện hữu và tăng trưởng cho đến khi nào tạo ra hậu quả. Hành động dù được thực thi từ nhiều kiếp trước, tác động của nó vẫn luôn tiềm tàng dù trải qua những khoảng thời gian thật lâu dài. Chìa khóa mang lại sự may mắn và kém may mắn. Các thành phần cá nhân rất khác biệt nhau trong tập thể con người. Những luôn gặt hái được thành công, một số khác chỉ gặp toàn thất bại. Một số người dù không mong muốn nhưng cứ gặp đủ mọi thứ bất hạnh. Trái lại, một số khác tưởng chừng khó tránh khỏi những chuyện tệ hại, thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Nêu lên các sự kiện trên đây để thấy rằng không bắt buộc mọi chuyện phải xảy ra theo như ý mình muốn. Đôi khi ta cố gắng tìm đủ mọi cách để mang lại thành công, thế nhưng chỉ thấy toàn thất bại. Người ta nghĩ rằng có người may mắn có người không, thế nhưng may mắn phải có một lý do, tức phải có một nguyên nhân nào đó tạo ra nó. Theo Phật giáo, đây là hậu quả mang lại từ các việc đã làm trong kiếp trước hay trong kiếp sống hiện tại, kể cả trường hợp phải đối đầu với nghịch cảnh. Thế nhưng nếu tiềm năng của nghiệp tích cực mang lại sự may mắn đã chín, sự cố gắng sẽ mang lại thành công. Trách nhiệm. Hậu quả phát sinh từ nghiệp thật sự chỉ có ý nghĩa tốt đẹp khi nào chúng mang lại lợi ích góp phần vào sự cải thiện đời sống xã hội và giúp chống lại các kẻ thù nguy hiểm nhất, tức vô minh, bám víu và hận thù. Dù tin hay không tin, trên thực tế, quy luật nhân quả luôn tác động vào cuộc sống thường nhật của ta. Khi tất cả mọi người đều ý thức được tính cách chặt chẽ của quy luật nhân quả, có lẽ khi đó
cũng không cần đến cảnh sát, vì tâm thức sẽ đóng vai trò đó. Vì thế, phương pháp hiệu quả nhất ngăn ngừa sát nhân là tự mình phải cảnh giác lấy mình. Khi nào ý thức được tương lai hoàn toàn nằm trong tay mình, khi đó ta sẽ không phạm vào tội sát nhân, có thể áp dụng cho những người gây ra chiến tranh và điều khiển các cuộc tàn sát. Biến cải nội tâm sẽ giúp tránh được các hành động phạm pháp, mang lại sự an bình trong xã hội. Thế nhưng, muốn biến cải nội tâm phải hiểu được bản chất của chính mình là gì. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm thức. Các sự kiện, các biến cố nhất thiết tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Hãy lấy bối cảnh gia đình để làm thí dụ. Nếu mọi người đều cư xử tốt đẹp với nhau, không khí gia đình sẽ êm ấm. Nếu một người bực dọc, tức thời căng thẳng sẽ phát sinh. Dù bữa cơm có thịnh soạn, chương trình truyền hình buổi tối thật lý thú cũng không đủ sức mang lại sự an bình trong gia đình. Bối cảnh tùy thuộc vào thể dạng tâm thức bên trong nhiều hơn các điều kiện môi trường bên ngoài. Cộng nghiệp. Nhiều chúng sinh lệ thuộc vào các bối cảnh thời gian và không gian khác nhau. Thế nhưng, họ có thể tích lũy một thứ nghiệp tương tự nhau. Họ tái sinh chung trong một thời đại và trong cùng một nơi chốn. Khổ đau mà họ gánh chịu là kết quả mang lại từ cộng nghiệp của họ. Thí dụ, nhiều cá thể cùng tái sinh trong một xứ sở nào đó, họ chịu chung những đại nạn xảy ra cho xứ sở ấy, đấy gọi là cộng nghiệp. Ở một mức độ nhỏ hơn chẳng hạn như tai nạn máy bay, hành khách thật đa dạng, thế nhưng tất cả gánh chịu một hậu quả giống nhau. Tác động do mỗi người tạo ra đối với môi trường chung. Nói một cách tổng quát, người ta có thể bảo rằng sự tiến hóa của vũ trụ nhất thiết liên hệ với nghiệp của chúng sinh. Sự kiện này thật vô cùng phức tạp. Thế nhưng ta thử lấy thí dụ về sự thay đổi khí hậu chẳng hạn. Hãy tưởng tượng ra một tập thể con người bị chi phối bởi hận thù và giận dữ. Tôi nghĩ rằng thể dạng xúc cảm tiêu cực đó tác động vào môi trường chung quanh, tạo ra nóng bức và khô cằn, trùng đồng. Nếu sự bám víu và ham muốn của tập thể quá mạnh và lan rộng, sẽ tạo ra ẩm thấp hoặc ngập lụt Trung Quốc năm suy diễn tỷ Á Châu. Tôi chỉ muốn nêu lên các suy diễn trên đây thế thôi và không khẳng định gì cả. Dù là một cá thể hay một tập thể, sự sinh hoạt, thái độ và tâm thức của từng người ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác đều góp phần tác động vào môi trường chung. Ai tạo ra vũ trụ? Hiện tượng tiến hóa nhất định phải có một nguyên nhân. Thế nhưng sự giải thích nguyên nhân đó lại có hai cách khác nhau. Hoặc ta chấp nhận vũ trụ do trời sáng tạo, điều đó mang lại nhiều mâu thuẫn, vì nhất thiết khổ đau và những gì xấu xa cũng phải do trời sáng tạo. Hoặc có thể giải thích là tiềm năng cộng nghiệp của vô tận chúng sanh có giác cảm làm ra vũ trụ, tượng trưng cho một môi trường chung thích nghi với sự hiện hữu của các sinh linh ấy. Vũ trụ mà chúng ta đang sống được tạo dựng từ các hành động và tham vọng của chính chúng ta, và cũng chính vì thế mà chúng ta đang hiện diện tại nơi này. Ít ra điều đó cũng tỏ ra hợp lý, logic, một cách giải thích vô cùng cao siêu, cần mở thật rộng tâm thức vượt lên trên định kiến và các khái niệm quy ước mới nắm vững được chiều sâu của các lý luận trên đây, nên liên tưởng đến học thuyết duy thức. Bản chất không tì vết của tâm thức. Nếu các thứ nọc độc của tâm thức như bám víu, hận thù và vô minh là những thành phần tự tại của tâm thức, sẽ không có cách nào loại bỏ chúng khỏi tâm thức. Và nếu đúng như thế, hận thù chẳng hạn sẽ thường xuyên ngự trị trong ta. Nó chỉ chấm dứt khi nào tri thức chấm dứt. Đối với các trường hợp bám víu và dục vọng cũng thế. Thực ra thì không đúng, ta có thể loại trừ tận gốc bám víu, hận thù và vô minh, bởi vì chúng không thuộc vào thành phần tự tại của tri thức. Điều đó cho thấy bản thể của tâm thức không hề bị các khiếm khuyết, bám víu, hận thù và vô minh làm cho sức mẻ. Bản chất rạng ngời của tâm thức. Tâm thức mang bản chất hoàn toàn rạng ngời và sáng suốt, vì thế sự giải thoát có thể thực hiện được. Tìm thấy bản thể đích thực của tâm thức có nghĩa là đạt được sự giải thoát. Tánh không. Con người sinh ra và chết đi
khổ đau và hạnh phúc đến với họ rồi cũng xa đi. Các biến đổi ấy hiện ra và biến mất. Nếu khổ đau và hạnh phúc đúng là những sự kiện độc lập, chúng sẽ bất biến, tức không thay đổi. Nếu phúc hạnh khổ biến đổi và ba thứ nọc độc là bám víu, hận thù và vô minh không lệ thuộc vào những nguyên nhân bên ngoài, chúng sẽ giữ nguyên như thế không hề biến đổi. Thế nhưng không đúng như thế. Tất cả các hiện tượng ấy chỉ có thể quan niệm được bằng thể dạng tánh không và vô ngã của chúng. Do đó tất cả mọi hiện tượng đều được tạo dựng bởi thực thể trống không. Nói cách khác, sự tạo dựng đó chỉ là các biểu tượng hay cách hiển hiện của thực thể trống không. Tánh không và con số không. Tánh không tương quan với sự trống không, sự vắng bóng hoàn toàn của bất cứ một sự hiện hữu nội tại nào. Tôi thường giải thích tánh không tương tự như con số không. Con số không có nghĩa là không có gì cả. Thế nhưng nếu không có nó, ta không thể tính toán gì được. Vì thế con số không là một thứ gì đó, đồng thời cũng không có gì cả. Sự trống không tương tự như thế. Trống không là trống không, thế nhưng đồng thời nó cũng là nền móng của tất cả. Không gian và vụ nổ lớn Big Bang. Rất nhiều triết gia Đông Phương, đặc biệt là các triết gia Phật giáo, nêu lên bốn yếu tố đất, nước, lửa và khí, kèm theo với chúng là không gian. Bốn yếu tố đầu tiên sở dĩ tồn tại là nhờ vào yếu tố thứ năm, tức không gian, làm cơ sở chuyển tải cho chúng. Theo một số kinh sách Phật giáo, chẳng hạn như kinh Thời Luân, không gian hay không trung không phải là một sự trống không hoàn toàn hay một sự trống rỗng không có bất cứ gì trong đó. Không gian được cấu hợp bởi những hạt vi tế trống không. Các hạt vi tế trống không làm phát sinh ra bốn yếu tố dưới các thể dạng vật chất tiên khởi thật tinh tế và sau đó mới trở nên thô thiển hơn, tức là khí, lửa, nước và đất. Người ta gọi đấy là có sự hình trình của sự hình thành. Sau đó chúng tan biến dần, bắt đầu từ thể dạng vật chất thô thiển nhất, đất, nước, lửa và khí, chuyển sang các thể dạng vật chất thật tinh tế. Để hội nhập trở lại với các hạt vi tế trống không, đấy là quá trình của sự tan biến. Không gian hay tánh không toàn cầu làm cơ sở vận hành cho cả hai quá trình. Vụ nổ lớn Big Bang tượng trưng cho sự hình thành của vũ trụ, cho thấy có những điểm tương đồng với tánh không toàn cầu trong Phật giáo. Các hạt vi thể tinh tế nhất do các ngành khoa học vật lý tân tiến khám phá cho thấy khá tương đồng với những gì mà chúng ta, những người Phật giáo, gọi là vi tế trống không. Vì thế, tôi thấy hết sức quan trọng phải nghiên cứu về các sự tương đồng trên đây. Nguồn gốc của vũ trụ. Phật giáo cho rằng thế kỷ chúng ta đang sống là hậu quả để lại từ các thế kỷ trước. Có thể tiếp tục sự suy luận trên đây ngược về khởi thủy của thời gian, tức cách nay khoảng 20 hay 25 tỷ năm. Thế nhưng tại sao và bằng cách nào vụ nổ Big Bang đã xảy ra? Điều đó không ai trả lời được. Đối với tôi có hai cách giải thích, tuy cả hai không thể chấp nhận được. Cách thứ nhất cho rằng không có nguyên nhân nào cả, mọi sự việc tự nó xảy ra như thế. Theo tôi thì cách giải thích này không hiểu nổi. Đối với Phật giáo, bất cứ một hiện tượng nào cũng phải có một nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Cách giải thích thứ hai mang tính cách thần thánh. Và một ngày đẹp trời nào đó, trời quyết định sáng tạo ra thế giới. Chúng ta cũng không thể chấp nhận sự giải thích này. Theo kinh sách Phật giáo, những hạt vi thể tinh tế hiện hữu từ trước trong không gian, trước khi vũ trụ được hình thành, và hiện thời chúng vẫn đang hiện hữu. Các hạt vi thể tinh tế mang đặc tính tinh thần cấu tạo ra các sinh linh và làm phát sinh ra Big Bang. Tại sao, bằng cách nào, bất cứ một vũ trụ nào sau khi được phát sinh sẽ biến mất sau đó? Vô số chu trình sinh diệt tiếp nối nhau bất tận. Thế nhưng vũ trụ trong tổng thể của nó, tức là vũ trụ tâm thức, vẫn luôn hiện hữu. Người ta cũng có thể cho rằng tâm thức tinh tế trên đây, vũ trụ tâm thức, hàm chứa một sức mạnh tiềm năng vô song. Đấy chính là nguyên tắc sáng tạo nguyên thủy. Một số chúng sinh và một lúc nào đó có thể tận hưởng sự hiện hữu của vũ trụ ấy khi đã đạt được giác ngộ. Vì thế mà vũ trụ ấy đang hiện hữu. Giác ngộ là khả năng hội nhập với sức mạnh vô song của vũ trụ tâm thức.
Hình tướng là trống không, trống không là hình tướng. Chúng ta là trống không, hay ít ra các chất liệu cấu tạo ra chúng ta là trống không. Cũng cần nhắc lại là chữ trống không không có nghĩa là hư vô. Một số người hiểu sai cho rằng Phật giáo chủ trương chủ nghĩa hư vô. Theo Phật giáo, thế giới trong đó gồm có chúng ta là một thể chất lưu chuyển, một dòng chảy của các thể dạng. Điều đó không có nghĩa là không có gì cả. Tất cả mọi sự vật đều lệ thuộc vào nhau, không có gì hiện hữu riêng biệt được. Các vật thể này gánh chịu tác động của các vật thể khác, khiến chúng xuất hiện, hiện hữu, biến mất và lại hiện ra. Thế nhưng tự chúng không thể tự hiện hữu. Vì thế, hình tướng là trống không, có nghĩa là hình tướng không thể tách rời một cách riêng rẽ ra được, nó không thể độc lập. Hình tướng này lệ thuộc vào vô số hình tướng khác. Trống không là hình tướng bởi vì bất cứ hình tướng nào cũng bắt buộc hình thành trong cái trống không đó, tức trong thể dạng vắng mặt của sự hiện hữu nội tại. Trống không tham gia vào việc hướng dẫn hình tướng. Hình tướng là trống không là hình tướng là một trong những câu nổi tiếng nhất trong Bát Nhã Tâm Kinh. Con đường trực tiếp, thuyết thần bí, du già, thiền định và thể dạng xuất thần. Tư duy thuộc lĩnh vực khái niệm mang tính cách hạn hẹp, như chúng ta đều biết. Chính vì thế, hầu hết các tín ngưỡng trên đường dò tìm sự hiểu biết bằng khái niệm đều vấp phải thật nhiều khó khăn nan giải. Vì thế tất cả đều tìm cách dựa vào một con đường trực tiếp hơn. Trên con đường đó, người ta thấy xuất hiện đủ các phương pháp như thần bí, du già, một số hình thức thiền định, sự xuất thần với mục đích mang lại sự giác ngộ. Phương pháp tiếp cận trực tiếp của Phật giáo Tây Tạng dựa vào kinh nghiệm có thể đưa chúng ta trở về cội nguồn của thế giới. Thế nhưng phương pháp này thật vô cùng gay go, đòi hỏi phải có một tâm thức thật tinh luyện đạt đến cấp bậc cao nhất của sự tinh tế, giúp nó tách rời ra khỏi các chu kỳ thời gian. Thời gian theo Phật giáo mang tính cách chu kỳ. Chu kỳ thời gian nêu lên trong câu trên đây ám chỉ các chu kỳ sinh diệt của các vũ trụ nối tiếp nhau. Xin xem lại mục nguồn gốc của vũ trụ trình bày trên đây. Vào thời ấy, một phép lạ đáng chú ý, giống như những phép lạ ngày xưa đã xảy ra ở Anh Quốc. Để đánh thức những người đang sống mà tâm hồn đã chết, có một người đã chết trở về lại đời sống trong thân xác cũ của họ và kể nhiều chuyện mà y đã trông thấy. Có một gia chủ ở xứ Northumbrian tên là Cunningham, sống một đời sùng tín. Ông ta ngã bệnh ngày càng nặng, cho đến vào đầu một đêm kia ông chết. Nhưng đến lúc bình minh, ông thình lình sống lại, ngồi dậy trên giường trước nỗi kinh ngạc của mọi người đang khóc xung quanh xác ông. Họ vùng bỏ chạy, chỉ trừ bà vợ, người yêu thương ông hơn ai hết, ở lại bên ông, mặc dù bà cũng run lên vì sợ hãi. Ông trấn an bà và bảo, "Đừng sợ, vì tôi quả thật vừa thoát khỏi nanh vuốt thần chết và tôi được phép sống lại giữa loài người. Nhưng từ đây, tôi không được sống theo thói cũ và phải có một lối sống hoàn toàn khác hẳn." Không lâu sau đó, ông từ bỏ trách nhiệm ở đời và gia nhập tu viện Melrose. Ông thường kể lại kinh nghiệm mà ông đã trải qua như sau. Một người đẹp trai trong chiếc áo rực rỡ hướng dẫn tôi và chúng tôi im lặng đi về hướng dường như là Đông Bắc. Khi tiếp tục đi, chúng tôi gặp một thung lũng rộng và sâu, có độ dài bất tận. Người ấy liền đưa tôi ra khỏi bóng tối, đến một bầu không khí có ánh sáng trong suốt. Và khi người ấy dẫn tôi đi, trong ánh sáng ấy, tôi thấy trước mặt một bức tường to lớn, dường như có chiều cao và chiều dài vô tận. Vì tôi không trông thấy cửa ngõ, cửa sổ hay lối vào nào cả, tôi sao chúng tự hỏi tại sao chúng tôi đi đến đấy làm gì. Nhưng vừa khi tới nơi, tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã ở trên nóc bức tường ấy. Bên trong có một cánh đồng khoáng đạt và vui vẻ trải ra, ánh sáng tràn ngập trong đó còn sáng chói hơn cả mặt trời ở giữa ngọ.
người hướng đạo nói: Này người phải trở về nhập xác lại và sống giữa loài người một lần nữa. Nhưng nếu người cân nhắc hành động một cách cẩn thận và học hỏi để giữ cho lời nói và tư cách ngươi đều bình dị, có đạo đức, thì khi chết, ngươi cũng sẽ được một căn nhà trong đó và sống giữa những linh hồn hạnh phúc mà ngươi đã thấy. Vì khi ta rời ngươi trong chốc lát là để xem tương lai của ngươi sẽ là gì. Khi ông ta nói thế, tôi rất miễn cưỡng trở về thân xác vì tôi đâm ra mê mẩn trước vẻ đẹp và số của cái nơi tôi đã thấy và những người trong đó. Nhưng tôi không dám hỏi người hướng đạo tôi, và trong khi ấy, không biết làm thế nào, tôi chợt thấy mình sống lại. Bét chấm dứt câu chuyện với những lời này: Con người của Chúa Trời không kể chuyện này và những điều y đã thấy với những người sống bất cẩn, vô cảm, mà chỉ nói với những người sẵn sàng ghi nhớ những lời của y và tăng thêm sự thánh thiện. Kỹ thuật y khoa tân tiến đã đem lại một chiều hướng mới mẻ, hấp dẫn cho tầm mức kinh nghiệm cận tử. Bây giờ, nhiều người đã sống lại sau một tai nạn hay một cơn suy tim, hoặc trong khi giải phẫu trong cuộc chiến. Kinh nghiệm cận tử đã là đề tài của một số lớn khảo cứu khoa học và tư duy triết học. Theo một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup và chung vào năm 1982, có đến 8 triệu người Mỹ hay 1/20 dân số đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau về cõi trung ấm, tuy thế, có một mẫu mực chung về các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử. Một kinh nghiệm cốt lõi xuất hiện. Thứ nhất, họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc và thoải mái, không đau đớn hoặc có những cảm thọ về thân hoặc cảm thấy sợ hãi. Thứ hai, họ có thể để ý đến một âm thanh ào ào hay vù vù và cảm thấy mình rời khỏi xác. Đây gọi là kinh nghiệm. Họ có thể nhìn thấy cơ thể họ từ một điểm ở trên cao, thị giác và thính giác của họ nhạy bén hơn, tâm thức họ sáng suốt và rất nhạy cảm, và họ còn có thể đi xuyên qua vách tường. Thứ ba, họ ý thức đến một thực tại khác, đi vào bóng tối, trôi nổi trong một không gian có chiều hướng rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. Thứ tư, họ trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ trong ánh sáng và tình yêu thương. Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại, họ đã gặp một thực thể thuần là ánh sáng, một hiện diện bằng quan sắc và có vẻ toàn năng mà một số người gọi là Thượng Đế hay Chúa Kitô, có lòng từ mẫn. Đôi khi, trước hiện diện này, họ có thể chứng kiến toàn cảnh cuộc đời họ diễn lại, thấy mọi việc họ đã làm trong lúc sống, cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy và tự thấy mình ở trong một trạng thái phúc lạc. Trong đó, mọi khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa. Mặc dù kinh nghiệm ấy chỉ kéo dài 1-2 phút, nó vẫn là cái gì rất toàn vẹn và phong phú. Thứ năm, một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy vẻ đẹp, dinh thự, phong cảnh thiên đường với thiên nhạc và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài người, dường như rất ít người, báo cáo thấy những hình ảnh ghê rợn của hỏa ngục. Thứ sáu, họ có thể đạt đến một biên giới mà họ không thể đi xa hơn. Vài người gặp bà con, bạn bè đã chết và nói chuyện với họ. Họ quyết định, thường rất miễn cưỡng, hoặc được bảo phải trở lại thân xác và cuộc đời. Đôi khi vì ý thức sứ mệnh và phụng sự, đôi khi vì để lo cho gia quyến. Đôi khi chỉ để hoàn tất mục tiêu cuộc đời họ đang bị gian dở. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là sự chuyển hóa toàn diện trong sự sống, trong thái độ và trong tương giao của những người đã có kinh nghiệm ấy. Họ có thể không mất nỗi sợ hãi đối với nỗi đau và hấp hối, song chính cái chết thì họ không sợ,
họ trở nên bao dung hơn, đầy tình thương yêu và quan tâm đến những giá trị tâm linh, đến con đường trí tuệ, và họ thường thiên về đời sống tâm linh, nói chung hơn là quan tâm đến những giáo điều của một tôn giáo. Thế thì làm sao để giải thích kinh nghiệm cận tử? Vài người Tây Phương đọc Tử Thư Tây Tạng đã so sánh những kinh nghiệm cận tử này với các kinh nghiệm về thân trung ấm trong truyền thống Tử Thư. Dù rằng việc này cần có một khảo sát đặc biệt vượt ngoài tầm sách này, nhưng có một số điểm tương đồng hoặc dị khác mà ta có thể thấy như sau. Bóng tối và đường hầm. Ở điểm này, giáo lý nói đến một giây phút hỷ lạc hạnh phúc. Một trong những nét chính của kinh nghiệm cận tử là cái cảm tưởng di chuyển với tốc độ kinh khủng và cảm giác vô trọng lực qua một không gian tối đen, một màu đen kỳ diệu, thanh bình, toàn triệt, và đi xuống một cái hầm đen dài. Một phụ nữ đã kể cho Kenneth Ring, nó giống hệt một khoảng trống thoải mái thanh bình đến nỗi bạn có thể tiếp tục đi tới, chỉ toàn là màu đen, không có cảm giác nào, như là một đường hầm, bạn cứ như là trôi giữa hư không. Và một bà khác kể, điều đầu tiên tôi nhớ được là một tiếng xào xạc kinh khủng, thật khó có thể nói nên lời. Tôi có thể nói là nó như một cơn lốc, giống như một trận cuồng phong kéo tôi đi, và tôi đang được kéo từ một điểm chật hẹp đến một nơi rộng rãi. Một người phụ nữ khác thì nói rằng, tôi đang ở một nơi giống như là một khoảng trống ngoài trời, hoàn toàn tối đen, và tôi cảm thấy đang được lôi kéo về phía cuối một đường hầm. Tôi biết thế vì tôi có thể trông thấy một ánh sáng cuối đường. Tôi đang thẳng đứng và bị kéo về phía lối ra. Tôi biết đấy không phải là mộng mị, không xảy ra kiểu đó. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là mộng mị. Ánh sáng. Vào lúc chết, ánh sáng hắn căn bản hay linh quang xuất hiện với tất cả vẻ chói lọi quang vinh. Tử Thư Tây Tạng nói, hỡi thiện nam, tín nữ, tự tánh tâm ngươi là ánh sáng và khoảng trống bất khả phân. Nó trú như một vùng ánh sáng rộng lớn vượt ngoài sống và chết. Quả thế, đấy là Đức Phật với ánh sáng không thay đổi. Melvin Marx, chuyên gia sưu tầm kinh nghiệm cận tử nơi trẻ em, có nhận xét, gần hết mọi kinh nghiệm cận tử của trẻ con và một phần tư kinh nghiệm của người lớn đều có yếu tố ánh sáng. Tất cả đều báo cáo rằng ánh sáng xuất hiện ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm cận tử, sau khi chúng ta đã có kinh nghiệm thoát xác hoặc đã đi hết đường hầm. Một mô tả hay nhất về sự tiến gần ánh sáng được Margot Gray báo cáo. Dần dần, bạn nhận ra rằng rất xa ở đằng xa, một khoảng cách vô lượng, bạn có thể đạt đến cuối đường hầm vì bạn có thể trông thấy một ánh sáng trắng, nhưng nó quá cách xa tới độ tôi chỉ có thể so sánh nó như khi nhìn lên bầu trời mà thấy một vì sao duy nhất ở đằng xa. Nhưng bạn phải nhớ rằng mình đang đi qua một đường hầm và ánh sáng ấy sẽ lấp đầy cuối đường hầm. Bạn có thể tập trung trên điểm sáng ấy vì khi bạn ngồi tới trước, bạn sẽ gặp nó. Dần dần, khi bạn du hành về điểm sáng ấy ở một tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng ngày càng lớn. Toàn thể tiến trình này, nhớ lại, dường như kéo dài chỉ chừng một phút. Khi bạn từ từ tiến đến ánh sáng cực chói lọi ấy thì không có cảm giác đường hầm đột ngột chấm dứt. Đúng hơn, bạn có cảm giác mình tan vào trong ánh sáng ấy. Khi đó, đường hầm đã ở sau bạn và trước mặt là một ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ tuyệt đẹp. Ánh sáng vô cùng rực rỡ hơn cả một ánh sáng sẽ làm lòa mắt bạn. Nhưng ánh sáng này tuyệt nhiên không làm hại mắt bạn chút nào. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử đã tả ánh sáng ấy như sau. Tôi sẽ tả về ánh sáng ấy là, vâng, đấy không phải là ánh sáng mà là sự vắng mặt của bóng tối, toàn diện và viên mãn. Bạn thường nghĩ ánh sáng lớn là ánh sáng chiếu trên mọi vật làm nên những cái bóng, nhưng ánh sáng này thực sự là vắng mặt của bóng đen.
chúng ta không quen với khái niệm này vì ta luôn luôn có một cái bóng từ nơi ánh sáng. Nếu ánh sáng không bao quanh ta, nhưng ánh sáng này toàn vẹn, tràn đầy tới nỗi bạn không nhìn vào nó mà bạn ở trong nó. Một người đã kể cho Kenneth Ring, nó không sáng, nó như một ngọn đèn có chụp lại hay gì ấy, nhưng đó không phải là loại ánh sáng mà bạn có được từ ngọn đèn. Bạn biết nó ra sao không? Giống như người nào đó đã để một cái chụp lên mặt trời. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng an lạc, tôi không còn sợ hãi, mọi sự sẽ không sao cả. Một phụ nữ bảo Margot Gray, ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng nổi. Không có lời nào để mô tả nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Đấy là một cảm giác an lành, một cảm giác kỳ diệu. Ánh sáng chói lọi tới nỗi bình thường có thể làm lòa mắt bạn. Nhưng sao nó không làm ta đau mắt một chút nào? Điểm tương đồng với trung ấm tái sanh. Trong kinh nghiệm cận tử, tâm tạm thời thoát khỏi thân xác và kinh qua một số kinh nghiệm gần giống những gì mà một thân ý sanh trải qua. Thứ nhất, kinh nghiệm thoát xác. Kinh nghiệm cận tử thường khởi đầu bằng một kinh nghiệm thoát xác. Người ta có thể trông thấy điều này thân thể của chính họ cũng như thấy hoàn cảnh chung quanh. Điều này trùng hợp với điều đã được nói trong tử thư. Thứ hai, ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ nhưng không thể nào liên lạc được với họ và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Michael Sabom, nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào từ một điểm gần cái trần nhà. Điều to tát nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Tôi đang ngồi tuốt trên cao, nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tớ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết. Tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhận thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý do gì để đau khổ. Thứ ba, thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong tử thư Tây Tạng, thân ý sanh ở trong trung ấm tái sanh được mô tả như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn ở độ tuổi thanh xuân. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi lúc ấy là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay một cái gì đó làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi tôi lúc ấy. Thứ tư, gặp gỡ người khác. Tử thư Tây Tạng có viết là có gặp những người chết khác trong cõi trung ấm tương tự. Người chết đi sống lại cũng thường có thể nói chuyện với người đã chết. Cựu chiến binh Việt Nam đã kể cho Michael Sabom khi ông ta nằm bất tỉnh trên chiến trường ngắm cái thi thể của mình. 13 đứa đã bị tử trận vào ngày hôm trước mà tôi đã cho vào túi ni lông, bây giờ đang ở đấy với tôi. Hơn thế nữa, suốt trong những năm tháng ấy, trung đoàn tôi chết 42 người, tất cả 42 người đều có mặt ở đấy. Họ không ở trong hình dạng mà ta thấy như người thường, nhưng tôi biết họ ở đấy. Tôi cảm thấy hiện diện của họ, chúng tôi liên lạc với nhau, không cần ngôn ngữ, lời nói. Thứ năm, những cảnh giới khác nhau. Ngoài các loại thấy khác, thân ý sanh còn thấy được những ảnh tượng và dấu hiệu của những cảnh giới khác nhau. Một số ít trong những người chết đi sống lại thuật về những cảnh với tượng của thế giới nội tâm, về những cõi thiên đường, đô thị ánh sáng với âm nhạc siêu trần. Một phụ nữ đã kể lại rằng, ở tuốt đằng xa, tôi có thể trông thấy một đô thị, có những tòa nhà riêng rẽ, sáng chói, rực rỡ, người ta sống hạnh phúc trong đó, có hồ nước, suối nước tung tóe, cả một đô thị ánh sáng, tôi có thể nói thật tuyệt vời, lại có âm nhạc tuyệt diệu, mọi thứ đều sáng chói diệu kỳ.
Nhưng nếu tôi vào trong đó thì tôi nghĩ tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi được bảo cho biết rằng nếu vào đấy thì tôi không thể trở về, rằng tôi có quyền quyết định. Một người khác thì nói rằng: tôi dường như thấy mình ở trong một cái gì như là một dinh thự, nhưng tôi không thể nhớ được có tường vách nào, chỉ có một ánh sáng và lan khắp. Tôi để ý quanh tôi, nhiều người dường như đang tản bộ mỉm cười. Họ dường như không phải đang đi mà họ đang lướt qua. Tôi không cảm thấy có gì ngăn cách với họ. Tất cả cảm giác tôi nhớ nhất về họ là một cảm thức toàn triệt về nhất thể. Tôi là một phần của tất cả mọi thứ quanh tôi. Thứ sáu, cảnh tượng địa ngục. Không phải tất cả những người chết đi sống lại đều mô tả những cảnh tượng tích cực lạc quan, vì bạn cũng đã thấy nói rằng trong Tử Thư Tây Tạng, vài người kể họ đã kinh qua những nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô độc, buồn sầu, ảm đạm, rất giống với cảnh tượng mô tả trong Trung Ấm Tái Sanh. Một người đã kể lại rằng họ như bị hút vào trong một vực nước xoáy rộng lớn đen ngòm, và những người đã làm ác thì thấy mình đang du hành xuống phía dưới thay vì hướng lên trên, giống như Tử Thư mô tả những người sắp bị rơi vào những đọa xứ trong Trung Ấm Tái Sanh. Tôi đang di chuyển như một phần của một dòng sông âm thanh, tiếng người lải nhải bất tận. Tôi thấy mình chìm vào trong đó, trở thành một phần của dòng nước và từ từ bị chìm ngập. Một nỗi kinh hoàng tóm lấy tôi, như thể tôi biết rằng một khi bị nuốt chửng bởi cái khối lượng tiếng ồn càng lúc càng tăng này thì tôi sẽ chết mất. Tôi đang dòm xuống một cái hố rộng sâu đầy những sương mù cuồn cuộn. Từ dưới ấy có vô số những bàn tay và cánh tay vươn lên cố chụp bắt lấy tôi, kéo tôi vào đấy. Có tiếng rên xiết kinh khủng đầy tuyệt vọng. Những người khác kinh qua những điều mà ta chỉ có thể gọi là cảnh tượng địa ngục, với hơi nóng ngột ngạt và khí lạnh kinh hồn, nghe những âm thanh của sự kêu la do bị hành hạ hay tiếng gì như tiếng thú rừng. Một phụ nữ đã kể: tôi thấy mình ở một nơi xung quanh toàn là sương mù mờ mịt. Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục, có một cái hố thật lớn, từ trong đó hơi nóng tuôn ra, có những bàn tay và cánh tay đưa lên, cố níu lấy tay tôi. Tôi kinh hoảng, sợ rằng bàn tay ấy sắp sửa tóm lấy tôi mà kéo vào trong địa ngục với họ. Từ phía khác, một con sư tử khổng lồ nhảy chồm về phía tôi. Tôi thét lên, tôi không sợ con sư tử mà sợ nó sẽ làm cho tôi mất chân đứng và xô tôi vào cái hố sâu kinh khủng ấy. Dưới đó vô cùng nóng và luồng hơi dưới ấy cũng tuôn lên nóng khủng khiếp. Một người đàn ông đã bị đứng tim kể lại rằng: tôi đang đi xuống sâu trong lòng đất, có nỗi giận dữ và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi sự đều một màu xám, có tiếng ồn náo nhiệt khủng khiếp như những con thú điên dại đang gầm gừ nghiến răng. Raymond Moody có viết: có nhiều người cho rằng họ đã thấy những người dường như đã bị mắc bẫy do không thể đầu hàng cái khuynh hướng bám víu thế giới vật lý, tài sản, người, tập quán. Một phụ nữ nói về những con người lạc loài ấy như sau: đầu họ cúi xuống, họ có những vẻ buồn thảm tuyệt vọng. Họ dường như đang lê bước, như bị xiềng chung lại với nhau, không biết mình đang đi đâu, không biết có ai để đi theo hay có cái gì để tìm kiếm. Khi tôi đi qua, họ không buồn ngẩng lên nhìn xem cái gì. Họ dường như nghĩ, thôi thế là xong, tôi đang làm gì, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì. Chỉ thuần một tư thái vô vọng như thế, không biết mình phải làm gì, phải đi đâu, không biết mình là ai hay gì cả. Họ dường như đi mãi tới trước, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ, nhưng không có một hướng đặc biệt nào. Họ cứ đi thẳng tới, quay qua trái vài bước, rồi lại quay qua phải. Và tuyệt đối không có một việc gì để làm. Họ đang tìm kiếm, nhưng tìm cái gì tôi không biết được. Đề Lốc, một kinh nghiệm cận tử của Tây Tạng. Một hiện tượng lạ lùng, ít được biết đến ở Tây Phương nhưng lại rất quen thuộc ở Tây Tạng, đó là Đề Lốc.
Tạng ngữ đề lốc có nghĩa là trở về từ cõi chết, và truyền thống đề lốc là những con người dường như chết do hậu quả của một cơn bệnh và tự thấy mình du hành trong cõi trung ấm. Họ đi thăm các cõi địa ngục, ở đấy họ chứng kiến sự phán xét người chết và những thống khổ ở địa ngục, và đôi khi họ lên thiên đường hay những cõi Phật, họ có thể được một thiên thần mang đi, người bảo vệ họ và giải thích cho họ những gì xảy đến. Sau một tuần, người chết trở về thân xác với một thông điệp của Diêm Vương gửi cho những người sống, dục họ phải tu hành và có một đời sống lợi lạc. Thông thường, những người Delox này rất khó làm cho người ta tin được những gì họ kể, và họ dành suốt đời còn lại để kể cho người khác nghe những kinh nghiệm của mình để làm cho người ta tiến đến con đường tuệ giác. Lingza Choiki là một Delox nổi tiếng, xuất thân từ vùng quê Tây Tạng và sống vào thế kỷ 16. Trong tiểu sử của bà kể rằng bà không nhận ra mình đã chết. Bà thấy mình thoát xác, thấy xác một con heo nằm trong giường bà, mặc áo quần của bà. Bà cuống cuồng một cách vô vọng để liên lạc với gia đình khi họ đang khởi sự công việc cầu nguyện cho cái chết của bà. Bà đâm ra tức giận họ khi họ tỉnh bơ không để ý gì tới mình và không dọn thức ăn cho mình. Khi những con cái bà khóc lóc, bà cảm thấy như một trận mưa đá đầy cả máu mủ tuôn xuống, làm cho bà vô cùng đau đớn. Bà cho chúng ta biết bà rất vui khi thấy làm lễ cầu siêu cho bà. Và cuối cùng, một niềm hạnh phúc vô lượng dâng lên khi bà đến trước bậc thầy đang làm lễ cho bà, đang an trú trong tự tánh tâm. Và khi ấy, tâm bà với thầy trở thành một. Sau một lúc, bà nghe tiếng gọi của người mà bà nghĩ là thân phụ mình, và bà đi theo ông. Bà đến cõi trung ấm, mà bà trông giống như một xứ sở. Từ đấy bà kể, có một cây cầu dẫn xuống các cõi địa ngục, nơi mà Diêm Vương đang kể những hành vi thiện ác của người chết. Trong cõi này, bà gặp nhiều người kể cho bà nghe chuyện của họ, và bà trông thấy một thiền giả vĩ đại đã xuống địa ngục để giải cứu các chúng sinh. Cuối cùng, bà đã được trả về thế gian vì có sự lầm lẫn về lý lịch, bà chưa tới số chết. Với thông điệp từ Diêm Vương cho những người còn sống, bà trở về nhập xác và bình phục. Bà đã dành cuộc đời còn lại để kể về những gì bà đã học được. Hiện tượng Delox không chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến rất gần đây. Ở Tây Tạng, đôi khi một người như vậy rời bỏ thân xác chừng một tuần, gặp những người đã chết, đôi khi là những người họ hoàn toàn không quen biết. Những người này gửi gắm những thông điệp để mang về trần gian cho bà con họ, bảo bà con họ phải làm lễ này, lễ nọ nhân danh họ. Người chết hụt khi trở về sẽ nói lại những thông điệp ấy cho thân quyến của người kia. Ở Tây Tạng, việc này được xem là bình thường và có những phương pháp tinh vi để thử xem những người sống lại ấy là thật hay giả. Kinh nghiệm cận tử có vẻ là một chùm biến cố mà người ta không thể hiểu được toàn diện bằng cách nhìn từng mảnh vụn khác nhau của nó. Ta không thể hiểu âm nhạc bằng cách nghiên cứu những tần số âm thanh khác nhau đã tạo nên mỗi nốt nhạc. Ta cũng không cần phải thấu hiểu vật lý học về âm thanh mới thưởng thức được Mozart, v.v. Kinh nghiệm cận tử vẫn còn là một sự huyền bí. Sống, chết và tái sinh. Cõi ta bà. Ta bà là chu kỳ sự hiện hữu, sự sinh, sự sống và cái chết chi phối bởi nghiệp. Đây là chiếc bánh xe của khổ đau hình thành từ các hiện tượng của sự hiện hữu. Bám víu vào sự sống là một sự hão huyền. Thực hoài công khi muốn bám víu vào sự hiện hữu này, dù sống đến 100 tuổi, ta cũng phải chết một ngày nào đó. Hơn nữa, giây phút ra đi không thể biết trước được, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù là người giàu có, dù được những người chung quanh chăm sóc, sự sống này sớm muộn cũng chấm dứt, không cứu vãn được. Của cải chẳng giúp được gì, cái chết của một người tỷ phú không khác cái chết của một con thú hoang. Vô thường. Trong chu kỳ hiện hữu, trên dòng nối tiếp bất tận của vô số kiếp tái sinh
và trong khoảng thời gian của mỗi kiếp, bất thần tất cả dục biến đổi. Tuy không có gì báo trước, thế nhưng hình như tất cả bỗng nhiên được tháo gỡ, điều gì xã hội sụp đổ, đoàn tụ trở thành chia ly, sự sống trở thành cái chết, hạnh phúc trôi nhanh, tất cả những gì thuộc sở hữu của ta trở nên vô thường, tất cả những gì trước đây ta xem là thật cũng chỉ là vô thường. Sân khấu của vô thường. Tái sinh không phải là một cách tránh né cái chết. Trái lại, mỗi chúng ta trong từng ngày nhích lại gần hơn với cái chết, tương tự như những con vật bị đưa đến lò sát sinh. Trong vũ trụ này, bất cứ gì đều bị chi phối bởi quy luật vô thường và sẽ tan rã. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 có nói như sau: những người còn trẻ, cường tráng và khỏe mạnh nhưng chết sớm chính là những vị thầy thuyết giảng cho chúng ta về vô thường. Vô thường tương tự như một sân khấu. Sau một màn trình diễn, các diễn viên trở vào hậu trường thay y phục và sau đó lại trở ra. Nguồn gốc của sự sống hiện tại và tương lai. Kinh sách Phật giáo giảng rằng tâm thức không có khởi thủy, do đó sự tái sinh cũng không có khởi thủy. Phân tích cẩn thận và nghiêm túc sẽ thấy rằng tri thức không hề là nguyên nhân thực thể của vật chất. Ngược lại, vật chất cũng không phải là nguyên nhân thực thể của tri thức. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được là nguyên nhân của tri thức là một tri thức khác đã có từ trước. Đó là một cách chứng minh và giải thích nguồn gốc của sự sống trong quá khứ và tương lai, sự tiếp nối của sự sống. Tái sinh làm người là một sự quý hiếm. Hãy tưởng tượng một cái ách dùng cho bò kéo cày, bằng gỗ nạm vàng, trôi dạt trong một đại dương mênh mông. Có một con rùa già mù lòa sống trong đáy đại dương, cứ cách 100 năm lại nổi lên mặt nước để thở một lần. Vậy thì cơ may khiến con rùa chui đầu vào cái ách bằng vàng ấy là bao nhiêu? Đức Phật giảng rằng được tái sinh dưới thể dạng con người cũng hiếm hoi như thế. Cái ách nạm vàng thật quý giá, tượng trưng cho sự tái sinh làm người. Thế nhưng đồng thời nó cũng tượng trưng cho sự trói buộc và nhọc nhằn. Tái sinh và đầu thai. Chư Phật bảo rằng tái sinh là một sự thật. Chính thế, đây là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta tin rằng có một thứ tri thức thật tinh tế làm nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi thứ mà chúng ta gọi là sự sáng tạo. Tri thức tinh tế ấy hiện hữu trong mỗi cá thể từ lúc khởi thủy tiếp tục cho đến khi đạt được Phật tính. Đấy là gì mà người ta gọi là sự hiện hữu. Nó có thể mang nhiều hình tướng khác nhau, chẳng hạn như một con thú, một con người, hoặc cũng có thể là một vị Phật. Đấy là nguyên tắc căn bản của giả thuyết tái sinh. Theo dòng thời gian từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, tâm thức tinh tế chuyển đổi từ hình tướng này sang hình tướng khác và tìm cách đạt được Phật tính. Nếu tái sinh là một sự bắt buộc, đầu thai là một sự chọn lựa. Quyền được chọn lựa dành riêng cho một số cá thể xứng đáng, chủ động được sự tái sinh của mình trong tương lai. Đấy là trường hợp của chư Phật và một số người khác nữa. Khi tâm thức đạt được một cấp bậc phẩm tính nào đó mà chúng ta gọi là tri thức tinh tế, tâm thức không còn chết nữa, ít nhất là theo ý nghĩa thông thường của chữ này. Tâm thức đó hàm chứa khả năng giúp nó có thể chọn lựa một thân xác khác để đầu thai. Đó là trường hợp đặc biệt của các vị Bồ Tát. Dù đang đứng ở ngưỡng cửa của Niết Bàn, người Bồ Tát cũng không bước vào vì họ nhất quyết lưu lại trong cõi ta bà, tức là chu kỳ hiện hữu, để giúp đỡ chúng ta. Dưới cái nhìn của chúng tôi, những người Phật giáo, tái sinh và đầu thai là một điều hiển nhiên, một hiện tượng vật lý, có thật như những hạt nguyên tử. Sự chối bỏ. Tất cả mọi cảm nhận thích thú hay hạnh phúc trong chu kỳ hiện hữu, dù mãnh liệt hay tuyệt vời đến đâu, đều chấm dứt một cách thảm thương. Hãy nghĩ đến bản chất hư ảo của chúng
để hiểu rằng nên chấm dứt ngay cái vòng lẩn quẩn đó, dù cố gắng tiếp tục thêm cũng chẳng lợi ích gì. Vì thế, hãy phát động trong lòng sự ghê tởm sâu xa về chuỗi dài thử thách đó, tức chu kỳ hiện hữu, và quyết tâm từ bỏ nó. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu thật chính xác xem đâu là nguyên nhân mang lại các nỗi khốn khổ và đớn đau ấy. Sự tin tưởng do bản năng về một cái tôi độc lập. Khổ đau không phải vô cớ xảy ra, thế nhưng nó cũng không phải là tác phẩm của một vị trời toàn năng nào cả. Đó là sản phẩm phát sinh từ những lầm lẫn và những hành động thúc đẩy bởi các thể dạng tâm thức không chủ động được của chính mình. Nguyên nhân trước hết của khổ đau là vô minh, đấy là sự hiểu biết sai lạc về bản chất của mọi hiện tượng, tự xem mình hiện hữu một cách tự tại, dù mình phóng đại cương vị của các hiện tượng và tạo ra các ranh giới phân biệt ta với người khác, tự xem mình quý giá nhất trong vũ trụ, khiến ta đối xử với người khác như chính ta là một vị Phật. Trên thực tế, thái độ đó chưa bao giờ mang lại hạnh phúc lâu bền. Tính cách lừa phỉnh của các thể dạng bên ngoài. Khi nào ý thức được các hiện tượng chỉ là sự lừa phỉnh, khi đó ta mới đủ khả năng để hiểu là chúng không hàm chứa một sự hiện hữu tự tại nào. Sự phủ nhận đó không có nghĩa là loại bỏ một thứ gì đã từng hiện hữu trước đây. Đấy chỉ là cách đơn giản thừa nhận những gì chưa bao giờ hiện hữu sẽ đương nhiên không hiện hữu. Vì lầm lẫn, chúng ta xem các thể dạng bên ngoài là thực. Thế nhưng, các thể dạng bên ngoài không tương quan với bất cứ một thực thể nào. Ảo giác khiến ta tưởng lầm sợi dây thừng là con rắn. Hãy lấy thí dụ một cuộn dây thừng vào lúc nhá nhem tối, ta tưởng lầm đấy là một con rắn. Sự nhận biết sai lầm cho rằng sợi dây thừng là con rắn gây ra trong tâm thức một số phản ứng chẳng hạn như sự sợ hãi. Sợ hãi làm phát sinh ra hành động, thí dụ như tông cửa phóng chạy ra hoặc tìm cách giết con rắn. Tất cả các hành động ấy xảy ra chỉ vì một sự lầm lẫn nhỏ nhặt. Cũng thế, chúng ta tưởng lầm thân xác và tâm thức của mình hàm chứa một cái tôi nào đó, từ đấy sinh ra một thứ sai lầm khác, chẳng hạn như dục vọng, giận dữ. Từ thái độ ích kỷ, tức bám víu vào một cái tôi, ta phân biệt mình với người khác. Tất cả đều thuộc vào một tổng thể. Nếu một vật thể nào đó không thể phân tách ra nhỏ hơn, nhất định vật thể ấy mang tính cách độc lập. Thế nhưng, chẳng có bất cứ gì không thể phân chia được. Bất cứ gì lệ thuộc vào các thành phần tạo ra nó đều được chỉ định dựa vào thể dạng tương kết giữa các thành phần ấy, và sự xác định ấy chỉ hiện hữu xuyên qua ý niệm của ta. Nếu như tất cả các thành phần hiện hữu một cách cụ thể, đúng như chúng đã hiện hiện ra, hiện thực phải được xác nhận một cách minh bạch bằng các phương pháp phân giải. Thí dụ, theo quy ước, người ta chấp nhận sự hiện hữu của cái tôi, biết biểu lộ vui thích và cảm nhận được đớn đau. Thế nhưng khi sử dụng phép phân giải để khảo sát và tìm kiếm cái tôi ấy thì không thấy nó đâu cả. Dù có xoay chiều đổi hướng phép phân giải, ta cũng không thể tìm thấy cái tôi ở bất cứ nơi nào. Không có một tổng thể nào khác hơn các thành phần tạo ra nó. Câu này có nghĩa là không tìm thấy một thành phần nào tượng trưng cho cái tôi trong một tổng thể, trong số tất cả các thành phần tạo ra một cá thể, tổng thể con người, gồm thân xác và tâm thức, không tìm được một thành phần nào gọi là cái tôi. Sự tiếp nối liên tục của tri thức. Dù thân xác chỉ là tổng hợp của nhiều thành phần hóa học và vật lý, thế nhưng vẫn có một tác nhân tinh tế rạng ngời và tinh khiết tạo ra sự sống của các sinh linh. Tác nhân ấy không mang tính cách vật chất nên không cân đo được, thế nhưng không phải vì thế mà nó không hiện hữu. Theo quan điểm Phật giáo, tri thức được hiểu là phi vật chất, nhất định phải có một nguyên nhân sinh ra tri thức. Nguyên nhân ấy thuộc bản thể tinh anh, tạo ra sự sống. Do đó,
tri thức cũng có cùng một bản thể với sự sống. Nếu không có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước đó, sẽ không có một tri thức nào xảy ra tiếp theo sau, dù bất cứ dưới hình thức nào. Khi nào có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước, sau đó mới có một khoảnh khắc tri thức khác tiếp nối theo sau. Tri thức không phát sinh từ hư vô, nó cũng không tan biến để trở thành hư vô. Vật chất cũng không thể trở thành tri thức. Khi nào hiểu được không có một sự dừng lại, chấm dứt nào của sự tiếp nối tri thức trong một kiếp sống, khi đó ta mới nhận thấy tính cách hợp lý của luận cứ cho rằng sau cái chết còn có một sự sống khác. Tri thức tiếp nối liên tục hết kiếp này sang kiếp khác, không ngưng nghỉ. Khái niệm đó cho thấy các kiếp sống, chết, tái sinh thay nhau hiển hiện trên dòng tiếp nối đó. Vì thế, sự tiếp nối liên tục của tri thức không thể dứt đoạn ngừng nghỉ trong một kiếp sống. Tâm thức là gì? Khảo sát cẩn thận sẽ thấy tâm thức là một thứ gì đó tương tự như một không gian trong suốt, hoàn toàn trống không. Trong đó, tất cả mọi sự hiển hiện đều đình chỉ. Có nghĩa là tất cả mọi tư duy và xúc cảm đều là những sự hiển hiện. Do đó, chúng ta không phải là các thành phần tự tại của tâm thức. Người ta thường lầm tưởng những sự hiển hiện ấy là cái tôi. Tư duy là gì? Đối với cá nhân tôi tin tất cả mọi hiện tượng trước hết đều phát sinh từ tư duy, chủ trương của học phái duy thức. Tư duy tạo ra nhiều tác động hơn hẳn so với vật chất. Theo triết học Phật giáo, tư duy dù kỹ cương hay không đều làm phát sinh ra nghiệp. Nghiệp nhất thiết ảnh hưởng đến các yếu tố bên trong, các yếu tố này sau đó mới tác động vào các yếu tố bên ngoài. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là một hành động. Nghiệp tác động bằng ba cách: thân xác, ngôn từ và tâm ý. Khái niệm về ba cửa ngõ trong giáo lý Phật giáo: thân, khẩu, ý. Nghiệp tạo ra ba thứ hậu quả: đạo hạnh, không đạo hạnh và trung hòa. Quá trình vận hành của nó gồm hai giai đoạn. Thí dụ ta suy tính trong đầu sẽ làm một việc gì đó, đó là một hành động duy ý. Sau đó, sự suy tính chuyển thành hành động trên thân xác hoặc ngôn từ, đó là hành động thực thi đã được suy tính trước, cố tình. Những hành động tiêu cực nhất định mang lại khổ đau. Các hành động tích cực đương nhiên mang lại tốt đẹp. Các hành động tạo nghiệp theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Tích lũy được các hành động tích cực sẽ mang lại lợi ích trong tương lai và các kiếp sống về sau. Ngược lại, nếu liên tiếp phạm vào những hành động tai hại, nhất định ta sẽ phải nhận lãnh các hậu quả phát sinh từ những hành động đó. Quy luật nguyên nhân và hậu quả. Nếu muốn biết ta đã làm những gì trước đây, chỉ cần nhìn vào thân xác ta hôm nay sẽ rõ. Thân xác đó xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh hay xấu xí, bệnh tật, đần độn. Nếu muốn biết sau này ta sẽ ra sao, hãy quan sát xem tâm thức ta đang vận hành như thế nào. Thích thú và đớn đau. Thích thú và đớn đau là hậu quả. Bản chất khác biệt và đa dạng của chúng cho thấy chúng lệ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, muốn tìm thấy sự thích thú, ta phải tạo ra các nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Muốn lẩn tránh khổ đau, ta cũng phải tìm cách loại bỏ nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau. Khi một nguyên nhân mang lại khổ đau được ghi khắc trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức, dù muốn tránh xa khổ đau cách mấy, ta cũng sẽ phải đối đầu với nó. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt. Hậu quả của các hành động tai hại tùy thuộc vào cường độ của ảo tưởng làm phát sinh ra chúng. Hậu quả tương xứng với nguyên nhân của nó. Thí dụ tái sinh trong một cõi thấp hơn vì vi phạm vào hành động sát nhân chẳng hạn, kể cả trường hợp vẫn còn giữ được thể dạng con người đi nữa, thì sự hiện hữu đó sẽ rất ngắn. Phạm vào hành động trộm cắp sẽ tái sinh trong cảnh thiếu thốn. Phạm vào các hành vi dục tính, thiếu đạo hạnh sẽ gặp người phối ngẫu ngoại tình. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt bất hòa
đưa đến chia rẽ giữa bạn bè. Cứ như thế mà tiếp tục. Quán nhận sai lầm sẽ mang tạo ra tình trạng hoang mang, bất định hướng. Hạnh phúc hay khốn cùng trong hiện tại là hậu quả của những hành động mà ta thực thi trong quá khứ, không hơn không kém. Quy luật chi phối sự tái sinh. Vô số kiếp tái sinh đang chờ đợi ta. Các kiếp ấy có thể tốt hay xấu, không thể tránh được hậu quả của nghiệp, không thể đảo ngược các hành động. Ta sẽ gặt hái hậu quả một ngày nào đó. Khi một hành động được thực thi, nguyên nhân sẽ sinh ra. Nó hiện hữu và tăng trưởng cho đến khi nào tạo ra hậu quả. Hành động dù được thực thi từ nhiều kiếp trước, tác động của nó vẫn luôn tiềm tàng dù trải qua những khoảng thời gian thật lâu dài. Chìa khóa mang lại sự may mắn và kém may mắn. Các thành phần cá nhân rất khác biệt nhau trong tập thể con người. Những luôn gặt hái được thành công, một số khác chỉ gặp toàn thất bại. Một số người dù không mong muốn nhưng cứ gặp đủ mọi thứ bất hạnh. Trái lại, một số khác tưởng chừng khó tránh khỏi những chuyện tệ hại, thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Nêu lên các sự kiện trên đây để thấy rằng không bắt buộc mọi chuyện phải xảy ra theo như ý mình muốn. Đôi khi ta cố gắng tìm đủ mọi cách để mang lại thành công, thế nhưng chỉ thấy toàn thất bại. Người ta nghĩ rằng có người may mắn, có người không. Thế nhưng may mắn phải có một lý do, tức phải có một nguyên nhân nào đó tạo ra nó. Theo Phật giáo, đây là hậu quả mang lại từ các việc đã làm trong kiếp trước hay trong kiếp sống hiện tại, kể cả trường hợp phải đối đầu với nghịch cảnh. Thế nhưng nếu tiềm năng của nghiệp tích cực mang lại sự may mắn đã chín, sự cố gắng sẽ mang lại thành công. Trách nhiệm. Hậu quả phát sinh từ nghiệp thật sự chỉ có ý nghĩa tốt đẹp khi nào chúng mang lại lợi ích góp phần vào sự cải thiện đời sống xã hội và giúp chống lại các kẻ thù nguy hiểm nhất, tức vô minh, bám víu và hận thù. Dù tin hay không tin, trên thực tế, quy luật nhân quả luôn tác động vào cuộc sống thường nhật của ta. Khi tất cả mọi người đều ý thức được tính cách chặt chẽ của quy luật nhân quả, có lẽ khi đó cũng không cần đến cảnh sát vì tâm thức sẽ đóng vai trò đó. Vì thế, phương pháp hiệu quả nhất ngăn ngừa sát nhân là tự mình phải cảnh giác lấy mình. Khi nào ý thức được tương lai hoàn toàn nằm trong tay mình, khi đó ta sẽ không phạm vào tội sát nhân có thể áp dụng cho những người gây ra chiến tranh và điều khiển các cuộc tàn sát. Biến cải nội tâm sẽ giúp tránh được các hành động phạm pháp mang lại sự an bình trong xã hội. Thế nhưng, muốn biến cải nội tâm phải hiểu được bản chất của chính mình là gì. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm thức. Các sự kiện, các biến cố nhất thiết tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Hãy lấy bối cảnh gia đình để làm thí dụ. Nếu mọi người đều cư xử tốt đẹp với nhau, không khí gia đình sẽ êm ấm. Nếu một người bực dọc, tức thời căng thẳng sẽ phát sinh. Dù bữa cơm có thịnh soạn, chương trình truyền hình buổi tối thật lý thú cũng không đủ sức mang lại sự an bình trong gia đình. Bối cảnh tùy thuộc vào thể dạng tâm thức bên trong nhiều hơn các điều kiện môi trường bên ngoài. Cộng nghiệp. Nhiều chúng sinh lệ thuộc vào các bối cảnh thời gian và không gian khác nhau, thế nhưng họ có thể tích lũy một thứ nghiệp tương tự nhau. Họ tái sinh chung trong một thời đại và trong cùng một nơi chốn. Khổ đau mà họ gánh chịu là kết quả mang lại từ cộng nghiệp của họ. Thí dụ, nhiều cá thể cùng tái sinh trong một xứ sở nào đó, họ chịu chung những đại nạn xảy ra cho xứ sở ấy, đấy gọi là cộng nghiệp. Ở một mức độ nhỏ hơn chẳng hạn như tai nạn máy bay, hành khách thật đa dạng, thế nhưng tất cả gánh chịu một hậu quả giống nhau. Tác động do mỗi người tạo ra đối với môi trường chung. Nói một cách tổng quát, người ta có thể bảo rằng sự tiến hóa của vũ trụ nhất thiết liên hệ với nghiệp của chúng sinh. Sự kiện này thật vô cùng phức tạp. Thế nhưng ta thử lấy thí dụ về sự thay đổi khí hậu chẳng hạn. Hãy tưởng tượng ra một tập thể con người bị chi phối bởi hận thù và giận dữ. Tôi nghĩ rằng thể dạng xúc cảm tiêu cực đó tác động vào môi trường chung quanh, tạo ra nóng bức và khô cằn, trùng đồng. Nếu sự bám víu và ham muốn của tập thể quá mạnh
và lan rộng sẽ tạo ra ẩm thấp hoặc ngập lụt Trung Quốc Nam suy diễn tỷ Á Châu. Tôi chỉ muốn nêu lên các suy diễn trên đây thế thôi và không khẳng định gì cả. Dù là một cá thể hay một tập thể, sự sinh hoạt, thái độ và tâm thức của từng người ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác đều góp phần tác động vào môi trường chung. Ai tạo ra vũ trụ? Hiện tượng tiến hóa nhất định phải có một nguyên nhân. Thế nhưng sự giải thích nguyên nhân đó lại có hai cách khác nhau. Hoặc ta chấp nhận vũ trụ do trời sáng tạo. Điều đó mang lại nhiều mâu thuẫn, vì nhất thiết khổ đau và những gì xấu xa cũng phải do trời sáng tạo. Hoặc có thể giải thích là tiềm năng cộng nghiệp của vô tận chúng sanh có giác cảm làm ra vũ trụ, tượng trưng cho một môi trường chung thích nghi với sự hiện hữu của các sinh linh ấy. Vũ trụ mà chúng ta đang sống được tạo dựng từ các hành động và tham vọng của chính chúng ta, và cũng chính vì thế mà chúng ta đang hiện diện tại nơi này. Ít ra điều đó cũng tỏ ra hợp lý, logic, một cách giải thích vô cùng cao siêu, cần mở thật rộng tâm thức vượt lên trên định kiến và các khái niệm quy ước mới nắm vững được chiều sâu của các lý luận trên đây, nên liên tưởng đến học thuyết duy thức. Bản chất không tì vết của tâm thức. Nếu các thứ nọc độc của tâm thức như bám víu, hận thù và vô minh là những thành phần tự tại của tâm thức, sẽ không có cách nào loại bỏ chúng khỏi tâm thức. Và nếu đúng như thế, hận thù chẳng hạn sẽ thường xuyên ngự trị trong ta. Nó chỉ chấm dứt khi nào tri thức chấm dứt. Đối với các trường hợp bám víu và dục vọng cũng thế. Thực ra thì không đúng, ta có thể loại trừ tận gốc bám víu, hận thù và vô minh, bởi vì chúng không thuộc vào thành phần tự tại của tri thức. Điều đó cho thấy bản thể của tâm thức không hề bị các khiếm khuyết, bám víu, hận thù và vô minh làm cho sức mẻ. Bản chất rạng ngời của tâm thức. Tâm thức mang bản chất hoàn toàn rạng ngời và sáng suốt, vì thế sự giải thoát có thể thực hiện được. Tìm thấy bản thể đích thực của tâm thức có nghĩa là đạt được sự giải thoát. Tánh không. Con người sinh ra và chết đi, khổ đau và hạnh phúc đến với họ rồi cũng xa đi. Các biến đổi ấy hiện ra và biến mất. Nếu khổ đau và hạnh phúc đúng là những sự kiện độc lập, chúng sẽ bất biến, tức không thay đổi. Nếu phúc hạnh khổ biến đổi và ba thứ nọc độc là bám víu, hận thù và vô minh không lệ thuộc vào những nguyên nhân bên ngoài, chúng sẽ giữ nguyên như thế không hề biến đổi. Thế nhưng không đúng như thế. Tất cả các hiện tượng ấy chỉ có thể quan niệm được bằng thể dạng tánh không và vô ngã của chúng. Do đó tất cả mọi hiện tượng đều được tạo dựng bởi thực thể trống không. Nói cách khác, sự tạo dựng đó chỉ là các biểu tượng hay cách hiển hiện của thực thể trống không. Tánh không và con số không. Tánh không tương quan với sự trống không, sự vắng bóng hoàn toàn của bất cứ một sự hiện hữu nội tại nào. Tôi thường giải thích tánh không tương tự như con số không. Con số không có nghĩa là không có gì cả. Thế nhưng nếu không có nó, ta không thể tính toán gì được. Vì thế con số không là một thứ gì đó, đồng thời cũng không có gì cả. Sự trống không tương tự như thế. Trống không là trống không, thế nhưng đồng thời nó cũng là nền móng của tất cả. Không gian và vụ nổ lớn Big Bang. Rất nhiều triết gia Đông Phương, đặc biệt là các triết gia Phật giáo, nêu lên bốn yếu tố đất, nước, lửa và khí, kèm theo với chúng là không gian. Bốn yếu tố đầu tiên sở dĩ tồn tại là nhờ vào yếu tố thứ năm, tức không gian, làm cơ sở chuyển tải cho chúng. Theo một số kinh sách Phật giáo chẳng hạn như Kinh Thời Luân, không gian hay không trung không phải là một sự trống không hoàn toàn hay một sự trống rỗng không có bất cứ gì trong đó. Không gian được cấu hợp bởi những hạt di tế trống không. Các hạt di tế trống không làm phát sinh ra bốn yếu tố dưới các thể dạng vật chất tiên khởi thật tinh tế, và sau đó mới trở nên thô thiển hơn, tức là khí, lửa, nước và đất. Người ta gọi đấy là có sự hình trình của sự hình thành. Sau đó chúng tan biến dần, bắt đầu từ thể dạng vật chất thô thiển nhất, đất, nước, lửa và khí,
chuyển sang các thể dạng vật chất thật tinh tế. Để hội nhập trở lại với các hạt di tế trống không, đấy là quá trình của sự tan biến. Không gian hay tánh không toàn cầu làm cơ sở vận hành cho cả hai quá trình. Vụ nổ lớn Big Bang tượng trưng cho sự hình thành của vũ trụ cho thấy có những điểm tương đồng với tánh không toàn cầu trong Phật giáo. Các hạt di thể tinh tế nhất do các ngành khoa học vật lý tân tiến khám phá cho thấy khá tương đồng với những gì mà chúng ta, những người Phật giáo, gọi là di thể trống không. Vì thế, tôi thấy hết sức quan trọng phải nghiên cứu về các sự tương đồng trên đây. Nguồn gốc của vũ trụ. Phật giáo cho rằng thế kỷ chúng ta đang sống là hậu quả để lại từ các thế kỷ trước. Có thể tiếp tục sự suy luận trên đây ngược về khởi thủy của thời gian, tức cách nay khoảng 20 hay 25 tỷ năm. Thế nhưng tại sao và bằng cách nào vụ nổ Big Bang đã xảy ra? Điều đó không ai trả lời được. Đối với tôi có hai cách giải thích, tuy cả hai không thể chấp nhận được. Cách thứ nhất cho rằng không có nguyên nhân nào cả, mọi sự vật tự nó xảy ra như thế. Theo tôi thì cách giải thích này không hiểu nổi. Đối với Phật giáo, bất cứ một hiện tượng nào cũng phải có một nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Cách giải thích thứ hai mang tính cách thần thánh. Và một ngày đẹp trời nào đó, trời quyết định sáng tạo ra thế giới. Chúng ta cũng không thể chấp nhận sự giải thích này. Theo kinh sách Phật giáo, những hạt di thể tinh tế hiện hữu từ trước trong không gian, trước khi vũ trụ được hình thành, và hiện thời chúng vẫn đang hiện hữu. Các hạt di thể tinh tế mang đặc tính tinh thần cấu tạo ra các sinh linh và làm phát sinh ra Big Bang. Tại sao, bằng cách nào, bất cứ một vũ trụ nào sau khi được phát sinh sẽ biến mất sau đó? Vô số chu trình sinh diệt tiếp nối nhau bất tận. Thế nhưng vũ trụ trong tổng thể của nó, tức là vũ trụ tâm thức, vẫn luôn hiện hữu. Người ta cũng có thể cho rằng tâm thức tinh tế trên đây, vũ trụ tâm thức, hàm chứa một sức mạnh tiềm năng vô song. Đấy chính là nguyên tắc sáng tạo nguyên thủy. Một số chúng sinh và một lúc nào đó có thể tận hưởng sự hiện hữu của vũ trụ ấy khi đã đạt được giác ngộ. Vì thế mà vũ trụ ấy đang hiện hữu. Giác ngộ là khả năng hội nhập với sức mạnh vô song của vũ trụ tâm thức. Hình tướng là trống không. Trống không là hình tướng. Chúng ta là trống không. Hay ít ra, các chất liệu cấu tạo ra chúng ta là trống không. Cũng cần nhắc lại là chữ trống không không có nghĩa là hư vô. Một số người hiểu sai cho rằng Phật giáo chủ trương chủ nghĩa hư vô. Theo Phật giáo, thế giới trong đó gồm có chúng ta là một thể chất lưu chuyển, một dòng chảy của các thể dạng. Điều đó không có nghĩa là không có gì cả. Tất cả mọi sự vật đều lệ thuộc vào nhau, không có gì hiện hữu riêng biệt được. Các vật thể này gánh chịu tác động của các vật thể khác, khiến chúng xuất hiện, hiện hữu, biến mất và lại hiện ra. Thế nhưng tự chúng không thể tự hiện hữu. Vì thế, hình tướng là trống không, có nghĩa là hình tướng không thể tách rời một cách riêng rẽ ra được, nó không thể độc lập. Hình tướng này lệ thuộc vào vô số hình tướng khác. Trống không là hình tướng bởi vì bất cứ hình tướng nào cũng bắt buộc hình thành trong cái trống không đó, tức trong thể dạng vắng mặt của sự hiện hữu nội tại. Trống không tham gia vào việc hướng dẫn hình tướng. Hình tướng là trống không. Trống không là hình tướng là một trong những câu nổi tiếng nhất trong Bát Nhã Tâm Kinh. Con đường trực tiếp, thuyết thần bí, du già, thiền định và thể dạng xuất thần. Tư duy thuộc lĩnh vực khái niệm mang tính cách hạn hẹp, như chúng ta đều biết. Chính vì thế, hầu hết các tín ngưỡng trên đường dò tìm sự hiểu biết bằng khái niệm đều vấp phải thật nhiều khó khăn nan giải. Vì thế tất cả đều tìm cách dựa vào một con đường trực tiếp hơn. Trên con đường đó, người ta thấy xuất hiện đủ các phương pháp như thần bí, du già, một số hình thức thiền định, sự xuất thần với mục đích mang lại sự giác ngộ. Phương pháp tiếp cận trực tiếp của Phật giáo Tây Tạng dựa vào kinh nghiệm có thể đưa chúng ta trở về cội nguồn của thế giới. Thế nhưng phương pháp này thật vô cùng gay go, đòi hỏi phải có một tâm thức thật tinh luyện đạt đến cấp bậc cao nhất của sự tinh tế.
giúp nó tách rời ra khỏi các chu kỳ thời gian. Thời gian theo Phật giáo mang tính cách chu kỳ. Chu kỳ thời gian nêu lên trong câu trên đây ám chỉ các chu kỳ sinh diệt của các vũ trụ nối tiếp nhau. Xin xem lại mục nguồn gốc của vũ trụ trình bày trên đây. Vào thời ấy, một phép lạ đáng chú ý giống như những phép lạ ngày xưa đã xảy ra ở Anh Quốc. Để đánh thức những người đang sống mà tâm hồn đã chết, có một người đã chết trở về lại đời sống trong thân xác cũ của họ và kể nhiều chuyện mà y đã trông thấy. Có một gia chủ ở xứ Northumbrian tên là Cunningham, sống một đời sùng tín. Ông ta ngã bệnh ngày càng nặng, cho đến vào đầu một đêm kia ông chết. Nhưng đến lúc bình minh, ông thình lình sống lại, ngồi dậy trên giường trước nỗi kinh ngạc của mọi người đang khóc xung quanh xác ông. Họ vùng bỏ chạy, chỉ trừ bà vợ, người yêu thương ông hơn ai hết, ở lại bên ông, mặc dù bà cũng run lên vì sợ hãi. Ông trấn an bà và bảo, "Đừng sợ, vì tôi quả thật vừa thoát khỏi nanh vuốt thần chết và tôi được phép sống lại giữa loài người. Nhưng từ đây, tôi không được sống theo thói cũ và phải có một lối sống hoàn toàn khác hẳn." Không lâu sau đó, ông từ bỏ trách nhiệm ở đời và gia nhập tu viện Melrose. Ông thường kể lại kinh nghiệm mà ông đã trải qua như sau. Một người đẹp trai trong chiếc áo rực rỡ hướng dẫn tôi và chúng tôi im lặng đi về hướng dường như là Đông Bắc. Khi tiếp tục đi, chúng tôi gặp một thung lũng rộng và sâu, có độ dài bất tận. Người ấy liền đưa tôi ra khỏi bóng tối, đến một bầu không khí có ánh sáng trong suốt. Và khi người ấy dẫn tôi đi, trong ánh sáng ấy, tôi thấy trước mặt một bức tường to lớn, dường như có chiều cao và chiều dài vô tận. Vì tôi không trông thấy cửa ngõ, cửa sổ hay lối vào nào cả, tôi sao chúng tự hỏi tại sao chúng tôi đi đến đấy làm gì. Nhưng vừa khi tới nơi, tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã ở trên nóc bức tường ấy. Bên trong có một cánh đồng khoáng đạt và vui vẻ trải ra, ánh sáng tràn ngập trong đó còn sáng chói hơn cả mặt trời ở giữa ngọ. Người hướng đạo nói, "Này người phải trở về nhập xác lại và sống giữa loài người một lần nữa, nhưng nếu người cân nhắc hành động một cách cẩn thận và học hỏi để giữ cho lời nói và tư cách ngươi đều bình dị, có đạo đức, thì khi chết, ngươi cũng sẽ được một căn nhà trong đó và sống giữa những linh hồn hạnh phúc mà ngươi đã thấy. Vì khi ta rời ngươi trong chốc lát là để xem tương lai của ngươi sẽ là gì." Khi ông ta nói thế, tôi rất miễn cưỡng trở về thân xác vì tôi đâm ra mê mẩn trước vẻ đẹp và số của cái nơi tôi đã thấy và những người trong đó. Nhưng tôi không dám hỏi người hướng đạo tôi, và trong khi ấy, không biết làm thế nào tôi chợt thấy mình sống lại. Bét chấm dứt câu chuyện với những lời này: "Con người của Chúa Trời không kể chuyện này và những điều y đã thấy với những người sống bất cẩn, vô cảm, mà chỉ nói với những người sẵn sàng ghi nhớ những lời của y và tăng thêm sự thánh thiện." Kỹ thuật y khoa tân tiến đã đem lại một chiều hướng mới mẻ, hấp dẫn cho tầm mức kinh nghiệm cận tử. Bây giờ, nhiều người đã sống lại sau một tai nạn hay một cơn suy tim, hoặc trong khi giải phẫu trong cuộc chiến. Kinh nghiệm cận tử đã là đề tài của một số lớn khảo cứu khoa học và tư duy triết học. Theo một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup và Chung vào năm 1982, có đến 8 triệu người Mỹ hay 1/20 dân số đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau về cõi trung ấm, tuy thế có một mẫu mực chung về các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử. Một kinh nghiệm cốt lõi xuất hiện. Thứ nhất, họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc và thoải mái, không đau đớn hoặc có những cảm thọ về thân hoặc cảm thấy sợ hãi. Thứ hai, họ có thể để ý đến
một âm thanh ào ào hay vù vù và cảm thấy mình rời khỏi xác. Đây gọi là kinh nghiệm. Họ có thể nhìn thấy cơ thể họ từ một điểm ở trên cao, thị giác và thính giác của họ nhạy bén hơn, tâm thức họ sáng suốt và rất nhạy cảm, và họ còn có thể đi xuyên qua vách tường. Thứ ba, họ ý thức đến một thực tại khác, đi vào bóng tối, trôi nổi trong một không gian có chiều hướng rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. Thứ tư, họ trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ trong ánh sáng và tình yêu thương. Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại, họ đã gặp một thực thể thuần là ánh sáng, một hiện diện bằng quan sắc và có vẻ toàn năng mà một số người gọi là Thượng Đế hay Chúa Kitô, có lòng từ mẫn. Đôi khi, trước hiện diện này, họ có thể chứng kiến toàn cảnh cuộc đời họ diễn lại, thấy mọi việc họ đã làm trong lúc sống, cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy và tự thấy mình ở trong một trạng thái phúc lạc. Trong đó, mọi khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa. Mặc dù kinh nghiệm ấy chỉ kéo dài 1-2 phút, nó vẫn là cái gì rất toàn vẹn và phong phú. Thứ năm, một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy vẻ đẹp, dinh thự, phong cảnh thiên đường với thiên nhạc, và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài người, dường như rất ít người, báo cáo thấy những hình ảnh ghê rợn của hỏa ngục. Thứ sáu, họ có thể đạt đến một biên giới mà họ không thể đi xa hơn. Vài người gặp bà con, bạn bè đã chết và nói chuyện với họ. Họ quyết định, thường rất miễn cưỡng, hoặc được bảo phải trở lại thân xác và cuộc đời. Đôi khi vì ý thức sứ mệnh và phụng sự, đôi khi vì để lo cho gia quyến. Đôi khi chỉ để hoàn tất mục tiêu cuộc đời họ đang bị gian dở. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là sự chuyển hóa toàn diện trong sự sống, trong thái độ và trong tương giao của những người đã có kinh nghiệm ấy. Họ có thể không mất nỗi sợ hãi đối với nỗi đau và hấp hối, song chính cái chết thì họ không sợ. Họ trở nên bao dung hơn, đầy tình thương yêu và quan tâm đến những giá trị tâm linh, đến con đường trí tuệ, và họ thường thiên về đời sống tâm linh. Nói chung, hơn là quan tâm đến những giáo điều của một tôn giáo. Thế thì làm sao để giải thích kinh nghiệm cận tử? Vài người Tây Phương đọc tử thư Tây Tạng đã so sánh những kinh nghiệm cận tử này với các kinh nghiệm về thân trung ấm trong truyền thống tử thư. Dù rằng việc này cần có một khảo sát đặc biệt vượt ngoài tầm sách này, nhưng có một số điểm tương đồng hoặc dị khác mà ta có thể thấy như sau. Bóng tối và đường hầm. Ở điểm này, giáo lý nói đến một giây phút hỷ lạc hạnh phúc. Một trong những nét chính của kinh nghiệm cận tử là cái cảm tưởng di chuyển với tốc độ kinh khủng và cảm giác vô trọng lực qua một không gian tối đen, một màu đen kỳ diệu, thanh bình, toàn triệt, và đi xuống một cái hầm đen dài. Một phụ nữ đã kể cho Kenneth Ring, nó giống hệt một khoảng trống thoải mái thanh bình đến nỗi bạn có thể tiếp tục đi tới, chỉ toàn là màu đen. Không có cảm giác nào như là một đường hầm, bạn cứ như là trôi giữa hư không. Và một bà khác kể, điều đầu tiên tôi nhớ được là một tiếng xào xạc kinh khủng, thật khó có thể nói nên lời. Tôi có thể nói là nó như một cơn lốc, giống như một trận cuồng phong kéo tôi đi, và tôi đang được kéo từ một điểm chật hẹp đến một nơi rộng rãi. Một người phụ nữ khác thì nói rằng, tôi đang ở một nơi giống như là một khoảng trống ngoài trời, hoàn toàn tối đen, và tôi cảm thấy đang được lôi kéo về phía cuối một đường hầm. Tôi biết thế vì tôi có thể trông thấy một ánh sáng cuối đường. Tôi đang thẳng đứng và bị kéo về phía lối ra. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là mộng mị.
ánh sáng. Vào lúc chết, ánh sáng hắn căn bản hay linh quang xuất hiện với tất cả vẻ chói lọi quang vinh. Tử thư Tây Tạng nói, hỡi thiện nam tín nữ, tự tánh tâm ngươi là ánh sáng và khoảng trống bất khả phân. Nó trú như một vùng ánh sáng rộng lớn vượt ngoài sống và chết. Quả thế, đấy là Đức Phật với ánh sáng không thay đổi. Melvin Marx, chuyên gia sưu tầm kinh nghiệm cận tử nơi trẻ em, có nhận xét: gần hết mọi kinh nghiệm cận tử của trẻ con và 1/4 kinh nghiệm của người lớn đều có yếu tố ánh sáng. Tất cả đều báo cáo rằng ánh sáng xuất hiện ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm cận tử, sau khi chúng ta đã có kinh nghiệm thoát xác hoặc đã đi hết đường hầm. Một mô tả hay nhất về sự tiến gần ánh sáng được Margot Gray báo cáo: dần dần bạn nhận ra rằng rất xa ở đằng xa, một khoảng cách vô lượng, bạn có thể đạt đến cuối đường hầm vì bạn có thể trông thấy một ánh sáng trắng, nhưng nó quá cách xa tới độ tôi chỉ có thể so sánh nó như khi nhìn lên bầu trời mà thấy một vì sao duy nhất ở đằng xa. Nhưng bạn phải nhớ rằng mình đang đi qua một đường hầm và ánh sáng ấy sẽ lấp đầy cuối đường hầm. Bạn có thể tập trung trên điểm sáng ấy vì khi bạn ngồi tới trước, bạn sẽ gặp nó. Dần dần, khi bạn du hành về điểm sáng ấy ở một tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng ngày càng lớn. Toàn thể tiến trình này, nhớ lại, dường như kéo dài chỉ chừng một phút. Khi bạn từ từ tiến đến ánh sáng cực chói lọi ấy thì không có cảm giác đường hầm đột ngột chấm dứt. Đúng hơn, bạn có cảm giác mình tan vào trong ánh sáng ấy. Khi đó, đường hầm đã ở sau bạn và trước mặt là một ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ tuyệt đẹp. Ánh sáng vô cùng rực rỡ hơn cả một ánh sáng sẽ làm lòa mắt bạn, nhưng ánh sáng này tuyệt nhiên không làm hại mắt bạn chút nào. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử đã tả ánh sáng ấy như sau. Tôi sẽ tả về ánh sáng ấy là: vâng, đấy không phải là ánh sáng, mà là sự vắng mặt của bóng tối, toàn diện và viên mãn. Bạn thường nghĩ, ánh sáng lớn là ánh sáng chiếu trên mọi vật, làm nên những cái bóng. Nhưng ánh sáng này thực sự là vắng mặt của bóng đen. Chúng ta không quen với khái niệm này, vì ta luôn luôn có một cái bóng từ nơi ánh sáng. Nếu ánh sáng không bao quanh ta, nhưng ánh sáng này toàn vẹn, tràn đầy tới nỗi bạn không nhìn vào nó, mà bạn ở trong nó. Một người đã kể cho Kenneth Ring, nó không sáng, nó như một ngọn đèn có chụp lại hay gì ấy, nhưng đó không phải là loại ánh sáng mà bạn có được từ ngọn đèn. Bạn biết nó ra sao không? Giống như người nào đó đã để một cái chụp lên mặt trời. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng an lạc, tôi không còn sợ hãi, mọi sự sẽ không sao cả. Một phụ nữ bảo Margot Gray, ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng nổi. Không có lời nào để mô tả nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Đấy là một cảm giác an lành, một cảm giác kỳ diệu. Ánh sáng chói lọi tới nỗi bình thường có thể làm lòa mắt bạn. Nhưng sao nó không làm ta đau mắt một chút nào? Điểm tương đồng với trung ấm tái sanh. Trong kinh nghiệm cận tử, tâm tạm thời thoát khỏi thân xác và kinh qua một số kinh nghiệm gần giống những gì mà một thân ý sanh trải qua. Thứ nhất, kinh nghiệm thoát xác. Kinh nghiệm cận tử thường khởi đầu bằng một kinh nghiệm thoát xác. Người ta có thể trông thấy điều này thân thể của chính họ, cũng như thấy hoàn cảnh chung quanh. Điều này trùng hợp với điều đã được nói trong tử thư. Thứ hai, ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ nhưng không thể nào liên lạc được với họ, và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Michael Sabom, nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào từ một điểm gần cái trần nhà. Điều to tát nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Tôi đang ngồi tuốt trên cao, nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tớ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết.
tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhận thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý do gì để đau khổ. Thứ ba, thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong Tử Thư Tây Tạng, thân ý sanh ở trong trung ấm tái sanh được mô tả như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn ở độ tuổi thanh xuân. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi lúc ấy là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay một cái gì đó làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi tôi lúc ấy. Thứ tư, gặp gỡ người khác. Tử Thư Tây Tạng có viết là có gặp những người chết khác trong cõi trung ấm tương tự. Người chết đi sống lại cũng thường có thể nói chuyện với người đã chết. Cựu chiến binh Việt Nam đã kể cho Michael Sabom khi ông ta nằm bất tỉnh trên chiến trường ngắm cái thi thể của mình. 13 đứa đã bị tử trận vào ngày hôm trước mà tôi đã cho vào túi ni lông, bây giờ đang ở đấy với tôi. Hơn thế nữa, suốt trong những năm tháng ấy, trung đoàn tôi chết 42 người, tất cả 42 người đều có mặt ở đấy. Họ không ở trong hình dạng mà ta thấy như người thường, nhưng tôi biết họ ở đấy. Tôi cảm thấy hiện diện của họ, chúng tôi liên lạc với nhau, không cần ngôn ngữ, lời nói. Thứ năm, những cảnh giới khác nhau. Ngoài các loại thấy khác, thân ý sanh còn thấy được những ảnh tượng và dấu hiệu của những cảnh giới khác nhau. Một số ít trong những người chết đi sống lại thuật về những cảnh với tượng của thế giới nội tâm, về những cõi thiên đường, đô thị ánh sáng với âm nhạc siêu trần. Một phụ nữ đã kể lại rằng, ở tuốt đằng xa, tôi có thể trông thấy một đô thị, có những tòa nhà riêng rẽ, sáng chói, rực rỡ, người ta sống hạnh phúc trong đó, có hồ nước, suối nước tung tóe, cả một đô thị ánh sáng, tôi có thể nói thật tuyệt vời, lại có âm nhạc tuyệt diệu, mọi thứ đều sáng chói diệu kỳ. Nhưng nếu tôi vào trong đó, thì tôi nghĩ tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi được bảo cho biết rằng nếu vào đấy thì tôi không thể trở về, rằng tôi có quyền quyết định. Một người khác thì nói rằng, tôi dường như thấy mình ở trong một cái gì như là một dinh thự, nhưng tôi không thể nhớ được có tường vách nào, chỉ có một ánh sáng và lan khắp. Tôi để ý quanh tôi, nhiều người dường như đang tản bộ mỉm cười. Họ dường như không phải đang đi, mà họ đang lướt qua. Tôi không cảm thấy có gì ngăn cách với họ. Tất cả cảm giác tôi nhớ nhất về họ là một cảm thức toàn triệt về nhất thể. Tôi là một phần của tất cả mọi thứ quanh tôi. Thứ sáu, cảnh tượng địa ngục. Không phải tất cả những người chết đi sống lại đều mô tả những cảnh tượng tích cực lạc quan, vì bạn cũng đã thấy nói rằng trong Tử Thư Tây Tạng, vài người kể họ đã kinh qua những nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô độc, buồn sầu, ảm đạm, rất giống với cảnh tượng mô tả trong trung ấm tái sanh. Một người đã kể lại rằng, họ như bị hút vào trong một vực nước xoáy rộng lớn đen ngòm, và những người đã làm ác thì thấy mình đang du hành xuống phía dưới thay vì hướng lên trên, giống như Tử Thư mô tả những người sắp bị rơi vào những đọa xứ trong trung ấm tái sanh. Tôi đang di chuyển như một phần của một dòng sông âm thanh, tiếng người lải nhải bất tận, tôi thấy mình chìm vào trong đó, trở thành một phần của dòng nước và từ từ bị chìm ngập. Một nỗi kinh hoàng tóm lấy tôi, như thể tôi biết rằng một khi bị nuốt chửng bởi cái khối lượng tiếng ồn càng lúc càng tăng này thì tôi sẽ chết mất. Tôi đang dòm xuống một cái hố rộng sâu đầy những sương mù cuồn cuộn. Từ dưới ấy có vô số những bàn tay và cánh tay vươn lên cố chụp bắt lấy tôi, kéo tôi vào đấy. Có tiếng rên xiết kinh khủng đầy tuyệt vọng. Những người khác
kinh qua những điều mà ta chỉ có thể gọi là cảnh tượng địa ngục với hơi nóng ngột ngạt và khí lạnh kinh hồn, nghe những âm thanh của sự kêu la do bị hành hạ hay tiếng gì như tiếng thú rừng. Một phụ nữ đã kể, tôi thấy mình ở một nơi xung quanh toàn là sương mù mờ mịt. Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục, có một cái hố thật lớn, từ trong đó hơi nóng tuôn ra, có những bàn tay và cánh tay đưa lên, cố níu lấy tay tôi. Tôi kinh hoảng, sợ rằng bàn tay ấy sắp sửa tóm lấy tôi mà kéo vào trong địa ngục với họ. Từ phía khác, một con sư tử khổng lồ nhảy chồm về phía tôi. Tôi thét lên, tôi không sợ con sư tử mà sợ nó sẽ làm cho tôi mất chân đứng và xô tôi vào cái hố sâu kinh khủng ấy. Dưới đó vô cùng nóng và luồng hơi dưới ấy cũng tuôn lên nóng khủng khiếp. Một người đàn ông đã bị đứng tim kể lại rằng, tôi đang đi xuống sâu trong lòng đất, có nỗi giận dữ và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi sự đều một màu xám, có tiếng ồn, náo nhiệt khủng khiếp như những con thú điên dại đang gầm gừ nghiến răng. Raymond Moody có viết, có nhiều người cho rằng họ đã thấy những người dường như đã bị mắc bẫy do không thể đầu hàng cái khuynh hướng bám víu thế giới vật lý, tài sản, người, tập quán. Một phụ nữ nói về những con người lạc loài ấy như sau. Đầu họ cúi xuống, họ có những vẻ buồn thảm tuyệt vọng. Họ dường như đang lê bước, như bị xiềng chung lại với nhau, không biết mình đang đi đâu, không biết có ai để đi theo hay có cái gì để tìm kiếm. Khi tôi đi qua, họ không buồn ngẩng lên nhìn xem cái gì. Họ dường như nghĩ, thôi thế là xong, tôi đang làm gì, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì. Chỉ thuần một tư thái vô vọng như thế, không biết mình phải làm gì, phải đi đâu, không biết mình là ai hay gì cả. Họ dường như đi mãi tới trước, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ, nhưng không có một hướng đặc biệt nào. Họ cứ đi thẳng tới, quay qua trái vài bước, rồi lại quay qua phải. Và tuyệt đối không có một việc gì để làm. Họ đang tìm kiếm, nhưng tìm cái gì tôi không biết được. Đề lốc, một kinh nghiệm cận tử của Tây Tạng. Một hiện tượng lạ lùng, ít được biết đến ở Tây Phương nhưng lại rất quen thuộc ở Tây Tạng, đó là đề lốc. Tạng ngữ đề lốc có nghĩa là trở về từ cõi chết, và truyền thống đề lốc là những con người dường như chết do hậu quả của một cơn bệnh và tự thấy mình du hành trong cõi trung ấm. Họ đi thăm các cõi địa ngục, ở đấy họ chứng kiến sự phán xét người chết và những thống khổ ở địa ngục, và đôi khi họ lên thiên đường hay những cõi Phật, họ có thể được một thiên thần mang đi, người bảo vệ họ và giải thích cho họ những gì xảy đến. Sau một tuần, người chết trở về thân xác với một thông điệp của Diêm Vương gửi cho những người sống, dục họ phải tu hành và có một đời sống lợi lạc. Thông thường, những người Delox này rất khó làm cho người ta tin được những gì họ kể, và họ dành suốt đời còn lại để kể cho người khác nghe những kinh nghiệm của mình để làm cho người ta tiến đến con đường tuệ giác. Lingza Choiki là một Delox nổi tiếng, xuất thân từ vùng quê Tây Tạng và sống vào thế kỷ 16. Trong tiểu sử của bà kể rằng bà không nhận ra mình đã chết. Bà thấy mình thoát xác, thấy xác một con heo nằm trong giường bà, mặc áo quần của bà. Bà cuống cuồng một cách vô vọng để liên lạc với gia đình khi họ đang khởi sự công việc cầu nguyện cho cái chết của bà. Bà đâm ra tức giận họ khi họ tỉnh bơ không để ý gì tới mình và không dọn thức ăn cho mình. Khi những con cái bà khóc lóc, bà cảm thấy như một trận mưa đá đầy cả máu mủ tuôn xuống, làm cho bà vô cùng đau đớn. Bà cho chúng ta biết bà rất vui khi thấy làm lễ cầu siêu cho bà. Và cuối cùng, một niềm hạnh phúc vô lượng dâng lên khi bà đến trước bậc thầy đang làm lễ cho bà, đang an trú trong tự tánh tâm. Và khi ấy, tâm bà với thầy trở thành một. Sau một lúc, bà nghe tiếng gọi của người mà bà nghĩ là thân phụ mình, và bà đi theo ông. Bà đến cõi trung ấm, mà bà trông giống như một xứ sở. Từ đấy bà kể, có một cây cầu dẫn xuống các cõi địa ngục
nơi mà Dinh Vương đang kể những hành vi thiện ác của người chết. Trong cõi này, bà gặp nhiều người kể cho bà nghe chuyện của họ, và bà trông thấy một thiền giả vĩ đại đã xuống địa ngục để giải cứu các chúng sinh. Cuối cùng, bà đã được trả về thế gian vì có sự lầm lẫn về lý lịch, bà chưa tới số chết. Với thông điệp từ Diêm Vương cho những người còn sống, bà trở về nhập xác và bình phục. Bà đã dành cuộc đời còn lại để kể về những gì bà đã học được. Hiện tượng Địa Lốc không chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến rất gần đây. Ở Tây Tạng, đôi khi một người như vậy rời bỏ thân xác chừng một tuần, gặp những người đã chết, đôi khi là những người họ hoàn toàn không quen biết. Những người này gửi gắm những thông điệp để mang về trần gian cho bà con họ, bảo bà con họ phải làm lễ này, lễ nọ nhân danh họ. Người chết hụt khi trở về sẽ nói lại những thông điệp ấy cho thân quyến của người kia. Ở Tây Tạng, việc này được xem là bình thường và có những phương pháp tinh vi để thử xem những người sống lại ấy là thật hay giả. Kinh nghiệm cận tử có vẻ là một chùm biến cố mà người ta không thể hiểu được toàn diện bằng cách nhìn từng mảnh vụn khác nhau của nó. Ta không thể hiểu âm nhạc bằng cách nghiên cứu những tần số âm thanh khác nhau đã tạo nên mỗi nốt nhạc. Ta cũng không cần phải thấu hiểu vật lý học về âm thanh mới thưởng thức được Mozart, vân vân. Kinh nghiệm cận tử vẫn còn là một sự huyền bí. Sống, chết và tái sinh. Cõi ta bà. Ta bà là chu kỳ sự hiện hữu, sự sinh, sự sống và cái chết chi phối bởi nghiệp. Đây là chiếc bánh xe của khổ đau hình thành từ các hiện tượng của sự hiện hữu. Bám víu vào sự sống là một sự hão huyền. Thực hoài công khi muốn bám víu vào sự hiện hữu này, dù sống đến trăm tuổi, ta cũng phải chết một ngày nào đó. Hơn nữa, giây phút ra đi không thể biết trước được, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù là người giàu có, dù được những người chung quanh chăm sóc, sự sống này sớm muộn cũng chấm dứt, không cứu vãn được. Của cải chẳng giúp được gì, cái chết của một người tỷ phú không khác cái chết của một con thú hoang. Vô thường. Trong chu kỳ hiện hữu, trên dòng nối tiếp bất tận của vô số kiếp tái sinh và trong khoảng thời gian của mỗi kiếp, bất thần tất cả dục biến đổi. Tuy không có gì báo trước, thế nhưng hình như tất cả bỗng nhiên được tháo gỡ, điều gì xã hội sụp đổ, đoàn tụ trở thành chia ly, sự sống trở thành cái chết, hạnh phúc trôi nhanh, tất cả những gì thuộc sở hữu của ta trở nên vô thường. Tất cả những gì trước đây ta xem là thật cũng chỉ là vô thường. Sân khấu của vô thường. Tái sinh không phải là một cách tránh né cái chết. Trái lại, mỗi chúng ta trong từng ngày nhích lại gần hơn với cái chết, tương tự như những con vật bị đưa đến lò sát sinh. Trong vũ trụ này, bất cứ gì đều bị chi phối bởi quy luật vô thường và sẽ tan rã. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy có nói như sau: những người còn trẻ, cường tráng và khỏe mạnh nhưng chết sớm chính là những vị thầy thuyết giảng cho chúng ta về vô thường. Vô thường tương tự như một sân khấu. Sau một màn trình diễn, các diễn viên trở vào hậu trường thay y phục và sau đó lại trở ra. Nguồn gốc của sự sống hiện tại và tương lai. Kinh sách Phật giáo giảng rằng tâm thức không có khởi thủy, do đó sự tái sinh cũng không có khởi thủy. Phân tích cẩn thận và nghiêm túc sẽ thấy rằng tri thức không hề là nguyên nhân thực thể của vật chất. Ngược lại, vật chất cũng không phải là nguyên nhân thực thể của tri thức. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được là nguyên nhân của tri thức là một tri thức khác đã có từ trước. Đó là một cách chứng minh và giải thích nguồn gốc của sự sống trong quá khứ và tương lai, sự tiếp nối của sự sống. Tái sinh làm người là một sự quý hiếm. Hãy tưởng tượng một cái ách dùng cho bò kéo cày, bằng gỗ nạm vàng, trôi dạt trong một đại dương mênh mông.
có một con rùa già mù lòa sống trong đáy đại dương, cứ cách 100 năm lại nổi lên mặt nước để thở một lần. Vậy thì cơ may khiến con rùa chui đầu vào cái ếch bằng vàng ấy là bao nhiêu? Đức Phật giảng rằng, được tái sinh dưới thể dạng con người cũng hiếm hoi như thế. Cái ếch nạm vàng thật quý giá, tượng trưng cho sự tái sinh làm người. Thế nhưng đồng thời, nó cũng tượng trưng cho sự trói buộc và nhọc nhằn. Tái sinh và đầu thai. Chư Phật bảo rằng, tái sinh là một sự thật. Chính thế, đây là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta tin rằng, có một thứ tri thức thật tinh tế làm nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi thứ mà chúng ta gọi là sự sáng tạo. Tri thức tinh tế ấy hiện hữu trong mỗi cá thể từ lúc khởi thủy tiếp tục cho đến khi đạt được Phật tính. Đấy là gì mà người ta gọi là sự hiện hữu. Nó có thể mang nhiều hình tướng khác nhau, chẳng hạn như một con thú, một con người, hoặc cũng có thể là một vị Phật. Đấy là nguyên tắc căn bản của giả thuyết tái sinh. Theo dòng thời gian từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, tâm thức tinh tế chuyển đổi từ hình tướng này sang hình tướng khác và tìm cách đạt được Phật tính. Nếu tái sinh là một sự bắt buộc, đầu thai là một sự chọn lựa. Quyền được chọn lựa dành riêng cho một số cá thể xứng đáng, chủ động được sự tái sinh của mình trong tương lai. Đấy là trường hợp của chư Phật và một số người khác nữa. Khi tâm thức đạt được một cấp bậc phẩm tính nào đó mà chúng ta gọi là tri thức tinh tế, tâm thức không còn chết nữa, ít nhất là theo ý nghĩa thông thường của chữ này. Tâm thức đó hàm chứa khả năng giúp nó có thể chọn lựa một thân xác khác để đầu thai. Đó là trường hợp đặc biệt của các vị Bồ Tát. Dù đang đứng ở ngưỡng cửa của Niết Bàn, người Bồ Tát cũng không bước vào vì họ nhất quyết lưu lại trong cõi ta bà, tức là chu kỳ hiện hữu, để giúp đỡ chúng ta. Dưới cái nhìn của chúng tôi, những người Phật giáo, tái sinh và đầu thai là một điều hiển nhiên, một hiện tượng vật lý, có thực như những hạt nguyên tử. Sự chối bỏ. Tất cả mọi cảm nhận thích thú hay hạnh phúc trong chu kỳ hiện hữu, dù mãnh liệt hay tuyệt vời đến đâu, đều chấm dứt một cách thảm thương. Hãy nghĩ đến bản chất hư ảo của chúng để hiểu rằng nên chấm dứt ngay cái dòng lẩn quẩn đó, dù cố gắng tiếp tục thêm cũng chẳng lợi ích gì. Vì thế, hãy phát động trong lòng sự ghê tởm sâu xa về chuỗi dài thử thách đó, tức chu kỳ hiện hữu, và quyết tâm từ bỏ nó. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu thật chính xác xem đâu là nguyên nhân mang lại các nỗi khốn khổ và đớn đau ấy. Sự tin tưởng do bản năng về một cái tôi độc lập. Khổ đau không phải vô cớ xảy ra, thế nhưng nó cũng không phải là tác phẩm của một vị trời toàn năng nào cả. Đấy là sản phẩm phát sinh từ những lầm lẫn và những hành động thúc đẩy bởi các thể dạng tâm thức không chủ động được của chính mình. Nguyên nhân trước hết của khổ đau là vô minh. Đấy là sự hiểu biết sai lạc về bản chất của mọi hiện tượng, tự xem mình hiện hữu một cách tự tại, dù mình phóng đại cương vị của các hiện tượng và tạo ra các ranh giới phân biệt ta với người khác, tự xem mình quý giá nhất trong vũ trụ, khiến ta đối xử với người khác như chính ta là một vị Phật. Trên thực tế, thái độ đó chưa bao giờ mang lại hạnh phúc lâu bền. Tính cách lừa phỉnh của các thể dạng bên ngoài. Khi nào ý thức được các hiện tượng chỉ là sự lừa phỉnh, khi đó ta mới đủ khả năng để hiểu là chúng không hàm chứa một sự hiện hữu tự tại nào. Sự phủ nhận đó không có nghĩa là loại bỏ một thứ gì đã từng hiện hữu trước đây. Đấy chỉ là cách đơn giản thừa nhận những gì chưa bao giờ hiện hữu sẽ đương nhiên không hiện hữu. Vì lầm lẫn, chúng ta xem các thể dạng bên ngoài là thực. Thế nhưng các thể dạng bên ngoài không tương quan với bất cứ một thực thể nào. Ảo giác khiến ta tưởng lầm sợi dây thừng là con rắn. Hãy lấy thí dụ một cuộn dây thừng vào lúc nhá nhem tối, ta tưởng lầm đấy là một con rắn. Sự nhận biết sai lầm cho rằng
Sợi dây thừng là con rắn, gây ra trong tâm thức một số phản ứng chẳng hạn như sự sợ hãi. Sợ hãi làm phát sinh ra hành động, thí dụ như tông cửa phóng chạy ra hoặc tìm cách giết con rắn. Tất cả các hành động ấy xảy ra chỉ vì một sự lầm lẫn nhỏ nhặt. Cũng thế, chúng ta tưởng lầm thân xác và tâm thức của mình hàm chứa một cái tôi nào đó, từ đấy sinh ra một thứ sai lầm khác, chẳng hạn như dục vọng, giận dữ. Từ thái độ ích kỷ, tức bám víu vào một cái tôi, ta phân biệt mình với người khác. Tất cả đều thuộc vào một tổng thể. Nếu một vật thể nào đó không thể phân tách ra nhỏ hơn, nhất định vật thể ấy mang tính cách độc lập. Thế nhưng, chẳng có bất cứ gì không thể phân chia được. Bất cứ gì lệ thuộc vào các thành phần tạo ra nó đều được chỉ định dựa vào thể dạng tương kết giữa các thành phần ấy, và sự xác định ấy chỉ hiện hữu xuyên qua ý niệm của ta. Nếu như tất cả các thành phần hiện hữu một cách cụ thể, đúng như chúng đã hiện hiện ra, hiện thực phải được xác nhận một cách minh bạch bằng các phương pháp phân giải. Thí dụ, theo quy ước, người ta chấp nhận sự hiện hữu của cái tôi, biết biểu lộ vui thích và cảm nhận được đớn đau. Thế nhưng khi sử dụng phép phân giải để khảo sát và tìm kiếm cái tôi ấy thì không thấy nó đâu cả. Dù có xoay chiều đổi hướng phép phân giải, ta cũng không thể tìm thấy cái tôi ở bất cứ nơi nào. Không có một tổng thể nào khác hơn các thành phần tạo ra nó. Câu này có nghĩa là không tìm thấy một thành phần nào tượng trưng cho cái tôi trong một tổng thể, trong số tất cả các thành phần tạo ra một cá thể, tổng thể con người, gồm thân xác và tâm thức, không tìm được một thành phần nào gọi là cái tôi. Sự tiếp nối liên tục của tri thức. Dù thân xác chỉ là tổng hợp của nhiều thành phần hóa học và vật lý, thế nhưng vẫn có một tác nhân tinh tế rạng ngời và tinh khiết tạo ra sự sống của các sinh linh. Tác nhân ấy không mang tính cách vật chất nên không cân đo được. Thế nhưng không phải vì thế mà nó không hiện hữu. Theo quan điểm Phật giáo, tri thức được hiểu là phi vật chất. Nhất định phải có một nguyên nhân sinh ra tri thức. Nguyên nhân ấy thuộc bản thể tinh anh, tạo ra sự sống. Do đó, tri thức cũng có cùng một bản thể với sự sống. Nếu không có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước đó, sẽ không có một tri thức nào xảy ra tiếp theo sau, dù bất cứ dưới hình thức nào. Khi nào có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước, sau đó mới có một khoảnh khắc tri thức khác tiếp nối theo sau. Tri thức không phát sinh từ hư vô, nó cũng không tan biến để trở thành hư vô. Vật chất cũng không thể trở thành tri thức. Khi nào hiểu được không có một sự dừng lại, chấm dứt nào của sự tiếp nối tri thức trong một kiếp sống, khi đó ta mới nhận thấy tính cách hợp lý của luận cứ cho rằng sau cái chết còn có một sự sống khác. Tri thức tiếp nối liên tục hết kiếp này sang kiếp khác, không ngưng nghỉ. Khái niệm đó cho thấy các kiếp sống, chết, tái sinh thay nhau hiển hiện trên dòng tiếp nối đó. Vì thế, sự tiếp nối liên tục của tri thức không thể dứt đoạn ngừng nghỉ trong một kiếp sống. Tâm thức là gì? Khảo sát cẩn thận sẽ thấy tâm thức là một thứ gì đó tương tự như một không gian trong suốt, hoàn toàn trống không. Trong đó, tất cả mọi sự hiển hiện đều đình chỉ. Có nghĩa là tất cả mọi tư duy và xúc cảm đều là những sự hiển hiện. Do đó, chúng ta không phải là các thành phần tự tại của tâm thức. Người ta thường lầm tưởng những sự hiển hiện ấy là cái tôi. Tư duy là gì? Đối với cá nhân tôi tin tất cả mọi hiện tượng trước hết đều phát sinh từ tư duy, chủ trương của học phái duy thức. Tư duy tạo ra nhiều tác động hơn hẳn so với vật chất. Theo triết học Phật giáo, tư duy dù kỹ cương hay không đều làm phát sinh ra nghiệp. Nghiệp nhất thiết ảnh hưởng đến các yếu tố bên trong. Các yếu tố này sau đó mới tác động vào các yếu tố bên ngoài. Nghiệp là gì? Nghiệp
có nghĩa là một hành động. Nghiệp tác động bằng ba cách: thân xác, ngôn từ và tâm ý. Khái niệm về ba cửa ngõ trong giáo lý Phật giáo: thân, khẩu, ý. Nghiệp tạo ra ba thứ hậu quả: đạo hạnh, không đạo hạnh và trung hòa. Quá trình vận hành của nó gồm hai giai đoạn. Thí dụ ta suy tính trong đầu sẽ làm một việc gì đó, đó là một hành động duy ý. Sau đó, sự suy tính chuyển thành hành động trên thân xác hoặc ngôn từ, đó là hành động thực thi đã được suy tính trước, cố tình. Những hành động tiêu cực nhất định mang lại khổ đau. Các hành động tích cực đương nhiên mang lại tốt đẹp. Các hành động tạo nghiệp theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Tích lũy được các hành động tích cực sẽ mang lại lợi ích trong tương lai và các kiếp sống về sau. Ngược lại, nếu liên tiếp phạm vào những hành động tai hại, nhất định ta sẽ phải nhận lãnh các hậu quả phát sinh từ những hành động đó. Quy luật nguyên nhân và hậu quả. Nếu muốn biết ta đã làm những gì trước đây, chỉ cần nhìn vào thân xác ta hôm nay sẽ rõ. Thân xác đó xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh hay xấu xí, bệnh tật, đần độn. Nếu muốn biết sau này ta sẽ ra sao, hãy quan sát xem tâm thức ta đang vận hành như thế nào. Thích thú và đớn đau. Thích thú và đớn đau là hậu quả. Bản chất khác biệt và đa dạng của chúng cho thấy chúng lệ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, muốn tìm thấy sự thích thú, ta phải tạo ra các nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Muốn lẩn tránh khổ đau, ta cũng phải tìm cách loại bỏ nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau. Khi một nguyên nhân mang lại khổ đau được ghi khắc trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức, dù muốn tránh xa khổ đau cách mấy, ta cũng sẽ phải đối đầu với nó. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt. Hậu quả của các hành động tai hại tùy thuộc vào cường độ của ảo tưởng làm phát sinh ra chúng. Hậu quả tương xứng với nguyên nhân của nó. Thí dụ tái sinh trong một cõi thấp hơn vì vi phạm vào hành động sát nhân chẳng hạn, kể cả trường hợp vẫn còn giữ được thể dạng con người đi nữa, thì sự hiện hữu đó sẽ rất ngắn. Phạm vào hành động trộm cắp sẽ tái sinh trong cảnh thiếu thốn. Phạm vào các hành vi dục tính, thiếu đạo hạnh sẽ gặp người phối ngẫu ngoại tình. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt bất hòa đưa đến chia rẽ giữa bạn bè, cứ như thế mà tiếp tục. Quán nhận sai lầm sẽ mang tạo ra tình trạng hoang mang bất định hướng. Hạnh phúc hay khốn cùng trong hiện tại là hậu quả của những hành động mà ta thực thi trong quá khứ, không hơn không kém. Quy luật chi phối sự tái sinh. Vô số kiếp tái sinh đang chờ đợi ta. Các kiếp ấy có thể tốt hay xấu, không thể tránh được hậu quả của nghiệp, không thể đảo ngược các hành động. Ta sẽ gặt hái hậu quả một ngày nào đó. Khi một hành động được thực thi, nguyên nhân sẽ sinh ra. Nó hiện hữu và tăng trưởng cho đến khi nào tạo ra hậu quả. Hành động dù được thực thi từ nhiều kiếp trước, tác động của nó vẫn luôn tiềm tàng dù trải qua những khoảng thời gian thật lâu dài. Chìa khóa mang lại sự may mắn và kém may mắn. Các thành phần cá nhân rất khác biệt nhau trong tập thể con người. Những luôn gặt hái được thành công, một số khác chỉ gặp toàn thất bại. Một số người dù không mong muốn nhưng cứ gặp đủ mọi thứ bất hạnh. Trái lại, một số khác tưởng chừng khó tránh khỏi những chuyện tệ hại, thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Nêu lên các sự kiện trên đây để thấy rằng không bắt buộc mọi chuyện phải xảy ra theo như ý mình muốn. Đôi khi ta cố gắng tìm đủ mọi cách để mang lại thành công, thế nhưng chỉ thấy toàn thất bại. Người ta nghĩ rằng có người may mắn có người không, thế nhưng may mắn phải có một lý do, tức phải có một nguyên nhân nào đó tạo ra nó. Theo Phật giáo, đây là hậu quả mang lại từ các việc đã làm trong kiếp trước hay trong kiếp sống hiện tại, kể cả trường hợp phải đối đầu với nghịch cảnh. Thế nhưng, nếu tiềm năng của nghiệp tích cực mang lại sự may mắn đã chín, sự cố gắng sẽ mang lại thành công. Trách nhiệm. Hậu quả phát sinh từ nghiệp thật sự chỉ có ý nghĩa tốt đẹp khi nào chúng
mang lại lợi ích góp phần vào sự cải thiện đời sống xã hội và giúp chống lại các kẻ thù nguy hiểm nhất, tức vô minh, bám víu và hận thù. Dù tin hay không tin, trên thực tế, quy luật nhân quả luôn tác động vào cuộc sống thường nhật của ta. Khi tất cả mọi người đều ý thức được tính cách chặt chẽ của quy luật nhân quả, có lẽ khi đó cũng không cần đến cảnh sát, vì tâm thức sẽ đóng vai trò đó. Vì thế, phương pháp hiệu quả nhất ngăn ngừa sát nhân là tự mình phải cảnh giác lấy mình. Khi nào ý thức được tương lai hoàn toàn nằm trong tay mình, khi đó ta sẽ không phạm vào tội sát nhân, có thể áp dụng cho những người gây ra chiến tranh và điều khiển các cuộc tàn sát. Biến cải nội tâm sẽ giúp tránh được các hành động phạm pháp, mang lại sự an bình trong xã hội. Thế nhưng, muốn biến cải nội tâm phải hiểu được bản chất của chính mình là gì. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm thức. Các sự kiện, các biến cố nhất thiết tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Hãy lấy bối cảnh gia đình để làm thí dụ. Nếu mọi người đều cư xử tốt đẹp với nhau, không khí gia đình sẽ êm ấm. Nếu một người bực dọc, tức thời căng thẳng sẽ phát sinh. Dù bữa cơm có thịnh soạn, chương trình truyền hình buổi tối thật lý thú cũng không đủ sức mang lại sự an bình trong gia đình. Bối cảnh tùy thuộc vào thể dạng tâm thức bên trong nhiều hơn các điều kiện môi trường bên ngoài. Cộng nghiệp. Nhiều chúng sinh lệ thuộc vào các bối cảnh thời gian và không gian khác nhau, thế nhưng họ có thể tích lũy một thứ nghiệp tương tự nhau. Họ tái sinh chung trong một thời đại và trong cùng một nơi chốn. Khổ đau mà họ gánh chịu là kết quả mang lại từ cộng nghiệp của họ. Thí dụ, nhiều cá thể cùng tái sinh trong một xứ sở nào đó, họ chịu chung những đại nạn xảy ra cho xứ sở ấy, đấy gọi là cộng nghiệp. Ở một mức độ nhỏ hơn chẳng hạn như tai nạn máy bay, hành khách thật đa dạng, thế nhưng tất cả gánh chịu một hậu quả giống nhau. Tác động do mỗi người tạo ra đối với môi trường chung. Nói một cách tổng quát, người ta có thể bảo rằng sự tiến hóa của vũ trụ nhất thiết liên hệ với nghiệp của chúng sinh. Sự kiện này thật vô cùng phức tạp, thế nhưng ta thử lấy thí dụ về sự thay đổi khí hậu chẳng hạn. Hãy tưởng tượng ra một tập thể con người bị chi phối bởi hận thù và giận dữ. Tôi nghĩ rằng thể dạng xúc cảm tiêu cực đó tác động vào môi trường chung quanh, tạo ra nóng bức và khô cằn, trùng đồng. Nếu sự bám víu và ham muốn của tập thể quá mạnh và lan rộng, sẽ tạo ra ẩm thấp hoặc ngập lụt Trung Quốc năm suy diễn tỷ Á Châu. Tôi chỉ muốn nêu lên các suy diễn trên đây thế thôi và không khẳng định gì cả. Dù là một cá thể hay một tập thể, sự sinh hoạt, thái độ và tâm thức của từng người ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác đều góp phần tác động vào môi trường chung. Ai tạo ra vũ trụ? Hiện tượng tiến hóa nhất định phải có một nguyên nhân. Thế nhưng sự giải thích nguyên nhân đó lại có hai cách khác nhau. Hoặc ta chấp nhận vũ trụ do trời sáng tạo, điều đó mang lại nhiều mâu thuẫn, vì nhất thiết khổ đau và những gì xấu xa cũng phải do trời sáng tạo. Hoặc có thể giải thích là tiềm năng cộng nghiệp của vô tận chúng sanh có giác cảm làm ra vũ trụ, tượng trưng cho một môi trường chung thích nghi với sự hiện hữu của các sinh linh ấy. Vũ trụ mà chúng ta đang sống được tạo dựng từ các hành động và tham vọng của chính chúng ta, và cũng chính vì thế mà chúng ta đang hiện diện tại nơi này. Ít ra điều đó cũng tỏ ra hợp lý, logic, một cách giải thích vô cùng cao siêu, cần mở thật rộng tâm thức vượt lên trên định kiến và các khái niệm quy ước mới nắm vững được chiều sâu của các lý luận trên đây, nên liên tưởng đến học thuyết duy thức. Bản chất không tì vết của tâm thức. Nếu các thứ nọc độc của tâm thức như bám víu, hận thù và vô minh là những thành phần tự tại của tâm thức, sẽ không có cách nào loại bỏ chúng khỏi tâm thức. Và nếu đúng như thế, hận thù chẳng hạn sẽ thường xuyên ngự trị trong ta. Nó chỉ chấm dứt khi nào tri thức chấm dứt. Đối với các trường hợp bám víu và dục vọng cũng thế. Thực ra thì không đúng, ta có thể loại trừ tận gốc bám víu, hận thù và vô minh, bởi vì chúng không thuộc vào thành phần tự tại của tri thức. Điều đó cho thấy
bản thể của tâm thức không hề bị các khiếm khuyết, bám víu, hận thù và vô minh làm cho sức mẻ. Bản chất rạng ngời của tâm thức. Tâm thức mang bản chất hoàn toàn rạng ngời và sáng suốt, vì thế sự giải thoát có thể thực hiện được. Tìm thấy bản thể đích thực của tâm thức có nghĩa là đạt được sự giải thoát. Tánh không. Con người sinh ra và chết đi, khổ đau và hạnh phúc đến với họ rồi cũng xa đi. Các biến đổi ấy hiện ra và biến mất. Nếu khổ đau và hạnh phúc đúng là những sự kiện độc lập, chúng sẽ bất biến, tức không thay đổi. Nếu phúc hạnh khổ biến đổi và ba thứ nọc độc là bám víu, hận thù và vô minh không lệ thuộc vào những nguyên nhân bên ngoài, chúng sẽ giữ nguyên như thế không hề biến đổi. Thế nhưng không đúng như thế. Tất cả các hiện tượng ấy chỉ có thể quan niệm được bằng thể dạng tánh không và vô ngã của chúng. Do đó tất cả mọi hiện tượng đều được tạo dựng bởi thực thể trống không. Nói cách khác, sự tạo dựng đó chỉ là các biểu tượng hay cách hiển hiện của thực thể trống không. Tánh không và con số không. Tánh không tương quan với sự trống không, sự vắng bóng hoàn toàn của bất cứ một sự hiện hữu nội tại nào. Tôi thường giải thích tánh không tương tự như con số không. Con số không có nghĩa là không có gì cả. Thế nhưng nếu không có nó, ta không thể tính toán gì được. Vì thế con số không là một thứ gì đó, đồng thời cũng không có gì cả. Sự trống không tương tự như thế. Trống không là trống không, thế nhưng đồng thời nó cũng là nền móng của tất cả. Không gian và vụ nổ lớn Big Bang. Rất nhiều triết gia Đông Phương, đặc biệt là các triết gia Phật giáo, nêu lên bốn yếu tố đất, nước, lửa và khí, kèm theo với chúng là không gian. Bốn yếu tố đầu tiên sở dĩ tồn tại là nhờ vào yếu tố thứ năm, tức không gian, làm cơ sở chuyển tải cho chúng. Theo một số kinh sách Phật giáo, chẳng hạn như kinh Thời Luân, không gian hay không trung không phải là một sự trống không hoàn toàn hay một sự trống rỗng không có bất cứ gì trong đó. Không gian được cấu hợp bởi những hạt vi tế trống không. Các hạt vi tế trống không làm phát sinh ra bốn yếu tố dưới các thể dạng vật chất tiên khởi thật tinh tế, và sau đó mới trở nên thô thiển hơn, tức là khí, lửa, nước và đất. Người ta gọi đấy là có sự hình trình của sự hình thành. Sau đó chúng tan biến dần, bắt đầu từ thể dạng vật chất thô thiển nhất, đất, nước, lửa và khí, chuyển sang các thể dạng vật chất thật tinh tế. Để hội nhập trở lại với các hạt vi tế trống không, đấy là quá trình của sự tan biến. Không gian hay tánh không toàn cầu làm cơ sở vận hành cho cả hai quá trình. Vụ nổ lớn Big Bang tượng trưng cho sự hình thành của vũ trụ, cho thấy có những điểm tương đồng với tánh không toàn cầu trong Phật giáo. Các hạt vi thể tinh tế nhất do các ngành khoa học vật lý tân tiến khám phá cho thấy khá tương đồng với những gì mà chúng ta, những người Phật giáo, gọi là vi tế trống không. Vì thế, tôi thấy hết sức quan trọng phải nghiên cứu về các sự tương đồng trên đây. Nguồn gốc của vũ trụ. Phật giáo cho rằng thế kỷ chúng ta đang sống là hậu quả để lại từ các thế kỷ trước. Có thể tiếp tục sự suy luận trên đây ngược về khởi thủy của thời gian, tức cách nay khoảng 20 hay 25 tỷ năm. Thế nhưng tại sao và bằng cách nào vụ nổ Big Bang đã xảy ra? Điều đó không ai trả lời được. Đối với tôi có hai cách giải thích, tuy cả hai không thể chấp nhận được. Cách thứ nhất cho rằng không có nguyên nhân nào cả, mọi sự vật tự nó xảy ra như thế. Theo tôi thì cách giải thích này không hiểu nổi. Đối với Phật giáo, bất cứ một hiện tượng nào cũng phải có một nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Cách giải thích thứ hai mang tính cách thần thánh. Và một ngày đẹp trời nào đó, trời quyết định sáng tạo ra thế giới. Chúng ta cũng không thể chấp nhận sự giải thích này. Theo kinh sách Phật giáo, những hạt vi thể tinh tế hiện hữu từ trước trong không gian, trước khi vũ trụ được hình thành, và hiện thời chúng vẫn đang hiện hữu. Các hạt vi thể tinh tế mang đặc tính tinh thần cấu tạo ra các sinh linh và làm phát sinh ra Big Bang. Tại sao, bằng cách nào, bất cứ một vũ trụ nào sau khi được phát sinh sẽ biến mất sau đó? Vô số chu trình sinh diệt tiếp nối nhau bất tận. Thế nhưng vũ trụ trong tổng thể của nó, tức là vũ trụ tâm thức, vẫn luôn hiện hữu. Người ta cũng có thể cho rằng
tâm thức tinh tế trên đây, vũ trụ tâm thức hàm chứa một sức mạnh tiềm năng vô song, để chính là nguyên tắc sáng tạo nguyên thủy. Một số chúng sinh và một lúc nào đó có thể tận hưởng sự hiện hữu của vũ trụ ấy khi đã đạt được giác ngộ. Vì thế mà vũ trụ ấy đang hiện hữu. Giác ngộ là khả năng hội nhập với sức mạnh vô song của vũ trụ tâm thức. Hình tướng là trống không, trống không là hình tướng. Chúng ta là trống không, hay ít ra các chất liệu cấu tạo ra chúng ta là trống không. Cũng cần nhắc lại là chữ trống không không có nghĩa là hư vô. Một số người hiểu sai cho rằng Phật giáo chủ trương chủ nghĩa hư vô. Theo Phật giáo, thế giới trong đó gồm có chúng ta là một thể chất lưu chuyển, một dòng chảy của các thể dạng. Điều đó không có nghĩa là không có gì cả. Tất cả mọi sự vật đều lệ thuộc vào nhau, không có gì hiện hữu riêng biệt được. Các vật thể này gánh chịu tác động của các vật thể khác, khiến chúng xuất hiện, hiện hữu, biến mất và lại hiện ra. Thế nhưng tự chúng không thể tự hiện hữu. Vì thế, hình tướng là trống không, có nghĩa là hình tướng không thể tách rời một cách riêng rẽ ra được, nó không thể độc lập. Hình tướng này lệ thuộc vào vô số hình tướng khác. Trống không là hình tướng bởi vì bất cứ hình tướng nào cũng bắt buộc hình thành trong cái trống không đó, tức trong thể dạng vắng mặt của sự hiện hữu nội tại. Trống không tham gia vào việc hướng dẫn hình tướng. Hình tướng là trống không, trống không là hình tướng, là một trong những câu nổi tiếng nhất trong Bát Nhã Tâm Kinh. Con đường trực tiếp, thuyết thần bí, du già, thiền định và thể dạng xuất thần. Tư duy thuộc lĩnh vực khái niệm mang tính cách hạn hẹp, như chúng ta đều biết. Chính vì thế, hầu hết các tín ngưỡng trên đường dò tìm sự hiểu biết bằng khái niệm đều vấp phải thật nhiều khó khăn nan giải. Vì thế tất cả đều tìm cách dựa vào một con đường trực tiếp hơn. Trên con đường đó, người ta thấy xuất hiện đủ các phương pháp như thần bí, du già, một số hình thức thiền định, sự xuất thần với mục đích mang lại sự giác ngộ. Phương pháp tiếp cận trực tiếp của Phật giáo Tây Tạng dựa vào kinh nghiệm có thể đưa chúng ta trở về cội nguồn của thế giới. Thế nhưng phương pháp này thật vô cùng gay go, đòi hỏi phải có một tâm thức thật tinh luyện đạt đến cấp bậc cao nhất của sự tinh tế, giúp nó tách rời ra khỏi các chu kỳ thời gian. Thời gian theo Phật giáo mang tính cách chu kỳ. Chu kỳ thời gian nêu lên trong câu trên đây ám chỉ các chu kỳ sinh diệt của các vũ trụ nối tiếp nhau. Xin xem lại mục nguồn gốc của vũ trụ trình bày trên đây. Vào thời ấy, một phép lạ đáng chú ý, giống như những phép lạ ngày xưa đã xảy ra ở Anh Quốc. Để đánh thức những người đang sống mà tâm hồn đã chết, có một người đã chết trở về lại đời sống trong thân xác cũ của họ và kể nhiều chuyện mà y đã trông thấy. Có một gia chủ ở xứ Northumbrian tên là Cunningham, sống một đời sùng tính. Ông ta ngã bệnh ngày càng nặng, cho đến vào đầu một đêm kia ông chết. Nhưng đến lúc bình minh, ông thình lình sống lại, ngồi dậy trên giường trước nỗi kinh ngạc của mọi người đang khóc xung quanh xác ông. Họ vùng bỏ chạy, chỉ trừ bà vợ, người yêu thương ông hơn ai hết, ở lại bên ông, mặc dù bà cũng run lên vì sợ hãi. Ông trấn an bà và bảo, "Đừng sợ, vì tôi quả thật vừa thoát khỏi nanh vuốt thần chết và tôi được phép sống lại giữa loài người. Nhưng từ đây, tôi không được sống theo thói cũ và phải có một lối sống hoàn toàn khác hẳn." Không lâu sau đó, ông từ bỏ trách nhiệm ở đời và gia nhập tu viện Melrose. Ông thường kể lại kinh nghiệm mà ông đã trải qua như sau. Một người đẹp trai trong chiếc áo rực rỡ hướng dẫn tôi và chúng tôi im lặng đi về hướng dường như là Đông Bắc. Khi tiếp tục đi, chúng tôi gặp một thung lũng rộng và sâu, có độ dài bất tận. Người ấy liền đưa tôi ra khỏi bóng tối, đến một bầu không khí có ánh sáng trong suốt. Và khi người ấy dẫn tôi đi, trong ánh sáng ấy, tôi thấy trước mặt một bức tường to lớn, dường như có chiều cao và chiều dài vô tận.
vì tôi không trông thấy cửa ngõ, cửa sổ hay lối vào nào cả. Tôi tao chúng tự hỏi tại sao chúng tôi đi đến đấy làm gì. Nhưng vừa khi tới nơi, tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã ở trên nóc bức tường ấy. Bên trong có một cánh đồng khoáng đạt và vui vẻ trải ra. Ánh sáng tràn ngập trong đó còn sáng chói hơn cả mặt trời ở giữa ngọ. Người hướng đạo nói, nay người phải trở về nhập xác lại và sống giữa loài người một lần nữa. Nhưng nếu người cân nhắc hành động một cách cẩn thận và học hỏi để giữ cho lời nói và tư cách ngươi đều bình dị, có đạo đức, thì khi chết, ngươi cũng sẽ được một căn nhà trong đó và sống giữa những linh hồn hạnh phúc mà ngươi đã thấy. Vì khi ta rời ngươi trong chốc lát là để xem tương lai của ngươi sẽ là gì. Khi ông ta nói thế, tôi rất miễn cưỡng trở về thân xác vì tôi đâm ra mê mẩn trước vẻ đẹp và số của cái nơi tôi đã thấy và những người trong đó. Nhưng tôi không dám hỏi người hướng đạo tôi, và trong khi ấy, không biết làm thế nào tôi chợt thấy mình sống lại. Bét chấm dứt câu chuyện với những lời này. Con người của Chúa Trời không kể chuyện này và những điều y đã thấy với những người sống bất cẩn, vô cảm, mà chỉ nói với những người sẵn sàng ghi nhớ những lời của y và tăng thêm sự thánh thiện. Kỹ thuật y khoa tân tiến đã đem lại một chiều hướng mới mẻ, hấp dẫn cho tầm mức kinh nghiệm cận tử. Bây giờ, nhiều người đã sống lại sau một tai nạn hay một cơn suy tim, hoặc trong khi giải phẫu trong cuộc chiến. Kinh nghiệm cận tử đã là đề tài của một số lớn khảo cứu khoa học và tư duy triết học. Theo một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup và Chung vào năm 1982, có đến 8 triệu người Mỹ hay 1/20 dân số đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau về cõi trung ấm, tuy thế có một mẫu mực chung về các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử. Một kinh nghiệm cốt lõi xuất hiện. Thứ nhất, họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc và thoải mái, không đau đớn hoặc có những cảm thọ về thân hoặc cảm thấy sợ hãi. Thứ hai, họ có thể để ý đến một âm thanh ào ào hay vù vù và cảm thấy mình rời khỏi xác. Đây gọi là kinh nghiệm. Họ có thể nhìn thấy cơ thể họ từ một điểm ở trên cao, thị giác và thính giác của họ nhạy bén hơn, tâm thức họ sáng suốt và rất nhạy cảm, và họ còn có thể đi xuyên qua vách tường. Thứ ba, họ ý thức đến một thực tại khác, đi vào bóng tối, trôi nổi trong một không gian có chiều hướng rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. Thứ tư, họ trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ trong ánh sáng và tình yêu thương. Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại, họ đã gặp một thực thể thuần là ánh sáng, một hiện diện bằng quan sắc và có vẻ toàn năng mà một số người gọi là Thượng Đế hay Chúa Kitô, có lòng từ mẫn. Đôi khi, trước hiện diện này, họ có thể chứng kiến toàn cảnh cuộc đời họ diễn lại, thấy mọi việc họ đã làm trong lúc sống, cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy và tự thấy mình ở trong một trạng thái phúc lạc. Trong đó, mọi khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa. Mặc dù kinh nghiệm ấy chỉ kéo dài 1-2 phút, nó vẫn là cái gì rất toàn vẹn và phong phú. Thứ năm, một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy vẻ đẹp, dinh thự, phong cảnh thiên đường với thiên nhạc và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài người, dường như rất ít người, báo cáo thấy những hình ảnh ghê rợn của hỏa ngục. Thứ sáu, họ có thể đạt đến một biên giới mà họ không thể đi xa hơn. Vài người gặp bà con, bạn bè đã chết và nói chuyện với họ.
họ quyết định, thường rất miễn cưỡng, hoặc được bảo phải trở lại thân xác và cuộc đời. Đôi khi vì ý thức sứ mệnh và phụng sự, đôi khi vì để lo cho gia quyến. Đôi khi chỉ để hoàn tất mục tiêu cuộc đời họ đang bị dang dở. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là sự chuyển hóa toàn diện trong sự sống, trong thái độ và trong tương giao của những người đã có kinh nghiệm ấy. Họ có thể không mất nỗi sợ hãi đối với nỗi đau và hấp hối, song chính cái chết thì họ không sợ. Họ trở nên bao dung hơn, đầy tình thương yêu và quan tâm đến những giá trị tâm linh, đến con đường trí tuệ, và họ thường thiên về đời sống tâm linh. Nói chung, hơn là quan tâm đến những giáo điều của một tôn giáo. Thế thì làm sao để giải thích kinh nghiệm cận tử? Vài người Tây Phương đọc tử thư Tây Tạng đã so sánh những kinh nghiệm cận tử này với các kinh nghiệm về thân trung ấm trong truyền thống tử thư. Dù rằng việc này cần có một khảo sát đặc biệt vượt ngoài tầm sách này, nhưng có một số điểm tương đồng hoặc dị khác mà ta có thể thấy như sau. Bóng tối và đường hầm. Ở điểm này, giáo lý nói đến một giây phút hỷ lạc hạnh phúc. Một trong những nét chính của kinh nghiệm cận tử là cái cảm tưởng di chuyển với tốc độ kinh khủng và cảm giác vô trọng lực qua một không gian tối đen, một màu đen kỳ diệu, thanh bình, toàn triệt, và đi xuống một cái hầm đen dài. Một phụ nữ đã kể cho Kenneth Ring, nó giống hệt một khoảng trống thoải mái thanh bình đến nỗi bạn có thể tiếp tục đi tới. Chỉ toàn là màu đen, không có cảm giác nào, như là một đường hầm, bạn cứ như là trôi giữa hư không. Và một bà khác kể, điều đầu tiên tôi nhớ được là một tiếng xào xạc kinh khủng, thật khó có thể nói nên lời. Tôi có thể nói là nó như một cơn lốc, giống như một trận cuồng phong kéo tôi đi, và tôi đang được kéo từ một điểm chật hẹp đến một nơi rộng rãi. Một người phụ nữ khác thì nói rằng, tôi đang ở một nơi giống như là một khoảng trống ngoài trời, hoàn toàn tối đen, và tôi cảm thấy đang được lôi kéo về phía cuối một đường hầm. Tôi biết thế vì tôi có thể trông thấy một ánh sáng cuối đường. Tôi đang thẳng đứng và bị kéo về phía lối ra. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi biết đấy không phải là mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là mộng mị. Ánh sáng. Vào lúc chết, ánh sáng hắn căn bản hay linh quang xuất hiện với tất cả vẻ chói lọi quang vinh. Tử thư Tây Tạng nói, hỡi thiện nam tín nữ, tự tánh tâm ngươi là ánh sáng và khoảng trống bất khả phân. Nó trú như một vùng ánh sáng rộng lớn vượt ngoài sống và chết. Quả thế, đấy là Đức Phật với ánh sáng không thay đổi. Melvin Marx, chuyên gia sưu tầm kinh nghiệm cận tử nơi trẻ em, có nhận xét, gần hết mọi kinh nghiệm cận tử của trẻ con và 1/4 kinh nghiệm của người lớn đều có yếu tố ánh sáng. Tất cả đều báo cáo rằng ánh sáng xuất hiện ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm cận tử, sau khi chúng ta đã có kinh nghiệm thoát xác hoặc đã đi hết đường hầm. Một mô tả hay nhất về sự tiến gần ánh sáng được Margot Gray báo cáo. Dần dần, bạn nhận ra rằng rất xa ở đằng xa, một khoảng cách vô lượng bạn có thể đạt đến cuối đường hầm vì bạn có thể trông thấy một ánh sáng trắng, nhưng nó quá cách xa, tới độ tôi chỉ có thể so sánh nó như khi nhìn lên bầu trời mà thấy một vì sao duy nhất ở đằng xa. Nhưng bạn phải nhớ rằng mình đang đi qua một đường hầm và ánh sáng ấy sẽ lấp đầy cuối đường hầm. Bạn có thể tập trung trên điểm sáng ấy vì khi bạn ngồi tới trước, bạn sẽ gặp nó. Dần dần, khi bạn du hành về điểm sáng ấy ở một tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng ngày càng lớn. Toàn thể tiến trình này, nhớ lại, dường như kéo dài chỉ chừng một phút. Khi bạn từ từ tiến đến ánh sáng cực chói lọi ấy thì không có cảm giác đường hầm đột ngột chấm dứt. Đúng hơn, bạn có cảm giác mình tan vào trong ánh sáng ấy. Khi đó, đường hầm đã ở sau bạn và trước mặt là một ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ tuyệt đẹp.
ánh sáng vô cùng rực rỡ hơn cả một ánh sáng sẽ làm lòa mắt bạn, nhưng ánh sáng này tuyệt nhiên không làm hại mắt bạn chút nào. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử đã tả ánh sáng ấy như sau. Tôi sẽ tả về ánh sáng ấy là: vâng, đấy không phải là ánh sáng mà là sự vắng mặt của bóng tối toàn diện và viên mãn. Bạn thường nghĩ ánh sáng lớn là ánh sáng chiếu trên mọi vật làm nên những cái bóng, nhưng ánh sáng này thực sự là vắng mặt của bóng đen. Chúng ta không quen với khái niệm này vì ta luôn luôn có một cái bóng từ nơi ánh sáng. Nếu ánh sáng không bao quanh ta, nhưng ánh sáng này toàn vẹn, tràn đầy tới nỗi bạn không nhìn vào nó mà bạn ở trong nó. Một người đã kể cho Kenneth Ring: nó không sáng, nó như một ngọn đèn có chụp lại hay gì ấy, nhưng đó không phải là loại ánh sáng mà bạn có được từ ngọn đèn. Bạn biết nó ra sao không? Giống như người nào đó đã để một cái chụp lên mặt trời. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng an lạc, tôi không còn sợ hãi, mọi sự sẽ không sao cả. Một phụ nữ bảo Margot Gray: ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng nổi, không có lời nào để mô tả nó, tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Đấy là một cảm giác an lành, một cảm giác kỳ diệu. Ánh sáng chói lọi tới nỗi bình thường có thể làm lòa mắt bạn, nhưng sao nó không làm ta đau mắt một chút nào? Điểm tương đồng với trung ấm tái sanh. Trong kinh nghiệm cận tử, tâm tạm thời thoát khỏi thân xác và kinh qua một số kinh nghiệm gần giống những gì mà một thân ý sanh trải qua. Thứ nhất, kinh nghiệm thoát xác. Kinh nghiệm cận tử thường khởi đầu bằng một kinh nghiệm thoát xác. Người ta có thể trông thấy điều này thân thể của chính họ cũng như thấy hoàn cảnh chung quanh. Điều này trùng hợp với điều đã được nói trong tử thư. Thứ hai, ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ nhưng không thể nào liên lạc được với họ, và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Michael Sabom, nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào từ một điểm gần cái trần nhà. Điều to tát nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Tôi đang ngồi tuốt trên cao, nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tớ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết. Tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhận thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý do gì để đau khổ. Thứ ba, thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong tử thư Tây Tạng, thân ý sanh ở trong trung ấm tái sanh được mô tả như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn ở độ tuổi thanh xuân. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi lúc ấy là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay một cái gì đó làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi tôi lúc ấy. Thứ tư, gặp gỡ người khác. Tử thư Tây Tạng có viết là có gặp những người chết khác trong cõi trung ấm tương tự. Người chết đi sống lại cũng thường có thể nói chuyện với người đã chết. Cựu chiến binh Việt Nam đã kể cho Michael Sabom khi ông ta nằm bất tỉnh trên chiến trường ngắm cái thi thể của mình. 13 đứa đã bị tử trận vào ngày hôm trước mà tôi đã cho vào túi ni lông, bây giờ đang ở đấy với tôi. Hơn thế nữa, suốt trong những năm tháng ấy, trung đoàn tôi chết 42 người, tất cả 42 người đều có mặt ở đấy. Họ không ở trong hình dạng mà ta thấy như người thường, nhưng tôi biết họ ở đấy. Tôi cảm thấy hiện diện của họ, chúng tôi liên lạc với nhau, không cần ngôn ngữ, lời nói. Thứ năm, những cảnh giới khác nhau. Ngoài các loại thấy khác, thân ý sanh còn thấy được những ảnh tượng và dấu hiệu của những cảnh giới khác nhau, một số ít trong
trong những người chết đi sống lại thuật về những cảnh với tượng của thế giới nội tâm, về những cõi thiên đường, đô thị ánh sáng với âm nhạc siêu trần. Một phụ nữ đã kể lại rằng, ở tuốt đằng xa, tôi có thể trông thấy một đô thị, có những tòa nhà riêng rẽ, sáng chói, rực rỡ, người ta sống hạnh phúc trong đó, có hồ nước, suối nước tung tóe, cả một đô thị ánh sáng, tôi có thể nói thật tuyệt vời, lại có âm nhạc tuyệt diệu, mọi thứ đều sáng chói diệu kỳ. Nhưng nếu tôi vào trong đó, thì tôi nghĩ tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi được bảo cho biết rằng nếu vào đấy thì tôi không thể trở về, rằng tôi có quyền quyết định. Một người khác thì nói rằng, tôi dường như thấy mình ở trong một cái gì như là một dinh thự, nhưng tôi không thể nhớ được có tường vách nào, chỉ có một ánh sáng và lan khắp. Tôi để ý quanh tôi, nhiều người dường như đang tản bộ mỉm cười. Họ dường như không phải đang đi mà họ đang lướt qua. Tôi không cảm thấy có gì ngăn cách với họ. Tất cả cảm giác tôi nhớ nhất về họ là một cảm thức toàn triệt về nhất thể. Tôi là một phần của tất cả mọi thứ quanh tôi. Thứ sáu, cảnh tượng địa ngục. Không phải tất cả những người chết đi sống lại đều mô tả những cảnh tượng tích cực lạc quan, vì bạn cũng đã thấy nói rằng trong Tử Thư Tây Tạng, vài người kể họ đã kinh qua những nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô độc, buồn sầu, ảm đạm, rất giống với cảnh tượng mô tả trong Trung Ấm Tái Sanh. Một người đã kể lại rằng, họ như bị hút vào trong một vực nước xoáy rộng lớn đen ngòm, và những người đã làm ác thì thấy mình đang du hành xuống phía dưới thay vì hướng lên trên, giống như Tử Thư mô tả những người sắp bị rơi vào những đọa xứ trong Trung Ấm Tái Sanh. Tôi đang di chuyển như một phần của một dòng sông âm thanh, tiếng người lải nhải bất tận. Tôi thấy mình chìm vào trong đó, trở thành một phần của dòng nước và từ từ bị chìm ngập. Một nỗi kinh hoàng tóm lấy tôi, như thể tôi biết rằng một khi bị nuốt chửng bởi cái khối lượng tiếng ồn càng lúc càng tăng này thì tôi sẽ chết mất. Tôi đang dòm xuống một cái hố rộng sâu đầy những sương mù cuồn cuộn. Từ dưới ấy có vô số những bàn tay và cánh tay vươn lên cố chụp bắt lấy tôi, kéo tôi vào đấy. Có tiếng rên xiết kinh khủng đầy tuyệt vọng. Những người khác kinh qua những điều mà ta chỉ có thể gọi là cảnh tượng địa ngục, với hơi nóng ngột ngạt và khí lạnh kinh hồn, nghe những âm thanh của sự kêu la do bị hành hạ hay tiếng gì như tiếng thú rừng. Một phụ nữ đã kể, tôi thấy mình ở một nơi xung quanh toàn là sương mù mờ mịt. Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục, có một cái hố thật lớn, từ trong đó hơi nóng tuôn ra, có những bàn tay và cánh tay đưa lên, cố níu lấy tay tôi. Tôi kinh hoảng, sợ rằng bàn tay ấy sắp sửa tóm lấy tôi mà kéo vào trong địa ngục với họ. Từ phía khác, một con sư tử khổng lồ nhảy chồm về phía tôi. Tôi thét lên, tôi không sợ con sư tử mà sợ nó sẽ làm cho tôi mất chân đứng và xô tôi vào cái hố sâu kinh khủng ấy. Dưới đó vô cùng nóng và luồng hơi dưới ấy cũng tuôn lên nóng khủng khiếp. Một người đàn ông đã bị đứng tim kể lại rằng, tôi đang đi xuống sâu trong lòng đất, có nỗi giận dữ và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi sự đều một màu xám, có tiếng ồn, náo nhiệt khủng khiếp như những con thú điên dại đang gầm gừ nghiến răng. Raymond Moody có viết, có nhiều người cho rằng họ đã thấy những người dường như đã bị mắc bẫy do không thể đầu hàng cái khuynh hướng bám víu thế giới vật lý, tài sản, người, tập quán. Một phụ nữ nói về những con người lạc loài ấy như sau. Đầu họ cúi xuống, họ có những vẻ buồn thảm tuyệt vọng. Họ dường như đang lê bước, như bị xiềng chung lại với nhau, không biết mình đang đi đâu, không biết có ai để đi theo hay có cái gì để tìm kiếm. Khi tôi đi qua, họ không buồn ngẩng lên nhìn xem cái gì. Họ dường như nghĩ, thôi thế là xong, tôi đang làm gì, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì.
chỉ thuần một tư thái vô vọng như thế, không biết mình phải làm gì, phải đi đâu, không biết mình là ai hay gì cả. Họ dường như đi mãi tới trước, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ, nhưng không có một hướng đặc biệt nào. Họ cứ đi thẳng tới, quay qua trái vài bước, rồi lại quay qua phải. Và tuyệt đối không có một việc gì để làm. Họ đang tìm kiếm, nhưng tìm cái gì tôi không biết được. Đề lốc, một kinh nghiệm cận tử của Tây Tạng. Một hiện tượng lạ lùng, ít được biết đến ở Tây Phương nhưng lại rất quen thuộc ở Tây Tạng, đó là đề lốc. Tạng ngữ đề lốc có nghĩa là trở về từ cõi chết, và truyền thống đề lốc là những con người dường như chết do hậu quả của một cơn bệnh và tự thấy mình du hành trong cõi trung ấm. Họ đi thăm các cõi địa ngục, ở đấy họ chứng kiến sự phán xét người chết và những thống khổ ở địa ngục. Và đôi khi họ lên thiên đường hay những cõi Phật, họ có thể được một thiên thần mang đi, người bảo vệ họ và giải thích cho họ những gì xảy đến. Sau một tuần, người chết trở về thân xác với một thông điệp của Diêm Vương gửi cho những người sống, dục họ phải tu hành và có một đời sống lợi lạc. Thông thường, những người Delox này rất khó làm cho người ta tin được những gì họ kể, và họ dành suốt đời còn lại để kể cho người khác nghe những kinh nghiệm của mình để làm cho người ta tiến đến con đường tuệ giác. Lingza Choiki là một Delox nổi tiếng, xuất thân từ vùng quê Tây Tạng và sống vào thế kỷ 16. Trong tiểu sử của bà kể rằng bà không nhận ra mình đã chết. Bà thấy mình thoát xác, thấy xác một con heo nằm trong giường bà, mặc áo quần của bà. Bà cuống cuồng một cách vô vọng để liên lạc với gia đình khi họ đang khởi sự công việc cầu nguyện cho cái chết của bà. Bà đâm ra tức giận họ khi họ tỉnh bơ không để ý gì tới mình và không dọn thức ăn cho mình. Khi những con cái bà khóc lóc, bà cảm thấy như một trận mưa đá đầy cả máu mủ tuôn xuống, làm cho bà vô cùng đau đớn. Bà cho chúng ta biết bà rất vui khi thấy làm lễ cầu siêu cho bà. Và cuối cùng, một niềm hạnh phúc vô lượng dâng lên khi bà đến trước bậc thầy đang làm lễ cho bà, đang an trú trong tự tánh tâm. Và khi ấy tâm bà với thầy trở thành một. Sau một lúc, bà nghe tiếng gọi của người mà bà nghĩ là thân phụ mình, và bà đi theo ông. Bà đến cõi trung ấm mà bà trông giống như một xứ sở. Từ đấy bà kể, có một cây cầu dẫn xuống các cõi địa ngục, nơi mà Diêm Vương đang kể những hành vi thiện ác của người chết. Trong cõi này, bà gặp nhiều người kể cho bà nghe chuyện của họ, và bà trông thấy một thiền giả vĩ đại đã xuống địa ngục để giải cứu các chúng sinh. Cuối cùng, bà đã được trả về thế gian vì có sự lầm lẫn về lý lịch, bà chưa tới số chết. Với thông điệp từ Diêm Vương cho những người còn sống, bà trở về nhập xác và bình phục. Bà đã dành cuộc đời còn lại để kể về những gì bà đã học được. Hiện tượng Delox không chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến rất gần đây. Ở Tây Tạng, đôi khi một người như vậy rời bỏ thân xác chừng một tuần, gặp những người đã chết, đôi khi là những người họ hoàn toàn không quen biết. Những người này gửi gắm những thông điệp để mang về trần gian cho bà con họ, bảo bà con họ phải làm lễ này, lễ nọ nhân danh họ. Người chết hụt khi trở về sẽ nói lại những thông điệp ấy cho thân quyến của người kia. Ở Tây Tạng, việc này được xem là bình thường và có những phương pháp tinh vi để thử xem những người sống lại ấy là thật hay giả. Kinh nghiệm cận tử có vẻ là một chùm biến cố mà người ta không thể hiểu được toàn diện bằng cách nhìn từng mảnh vụn khác nhau của nó. Ta không thể hiểu âm nhạc bằng cách nghiên cứu những tần số âm thanh khác nhau đã tạo nên mỗi nốt nhạc. Ta cũng không cần phải thấu hiểu vật lý học về âm thanh mới thưởng thức được Mozart, v.v. Kinh nghiệm cận tử vẫn còn là một sự huyền bí. Sống, chết và tái sinh. Cõi ta bà. Ta bà là chu kỳ sự hiện hữu, sự sinh, sự sống và cái chết chi phối bởi nghiệp. Đây là chiếc bánh xe của khổ đau hình thành từ các hiện tượng của sự hiện hữu. Bám víu vào sự sống là một sự hão huyền
Thực hoài công khi muốn bám víu vào sự hiện hữu này, dù sống đến 100 tuổi, ta cũng phải chết một ngày nào đó. Hơn nữa, giây phút ra đi không thể biết trước được, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù là người giàu có, dù được những người chung quanh chăm sóc, sự sống này sớm muộn cũng chấm dứt, không cứu vãn được. Của cải chẳng giúp được gì. Cái chết của một người tỷ phú không khác cái chết của một con thú hoang. Vô thường. Trong chu kỳ hiện hữu, trên dòng nối tiếp bất tận của vô số kiếp tái sinh và trong khoảng thời gian của mỗi kiếp, bất thần tất cả dục biến đổi. Tuy không có gì báo trước, thế nhưng hình như tất cả bỗng nhiên được tháo gỡ, địa vị xã hội sụp đổ, đoàn tụ trở thành chia ly, sự sống trở thành cái chết, hạnh phúc trôi nhanh, tất cả những gì thuộc sở hữu của ta trở nên vô thường. Tất cả những gì trước đây ta xem là thật cũng chỉ là vô thường. Sân khấu của vô thường. Tái sinh không phải là một cách tránh né cái chết. Trái lại, mỗi chúng ta trong từng ngày nhích lại gần hơn với cái chết, tương tự như những con vật bị đưa đến lò sát sinh. Trong vũ trụ này, bất cứ gì đều bị chi phối bởi quy luật vô thường và sẽ tan rã. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 có nói như sau: những người còn trẻ, cường tráng và khỏe mạnh nhưng chết sớm chính là những vị thầy thuyết giảng cho chúng ta về vô thường. Vô thường tương tự như một sân khấu. Sau một màn trình diễn, các diễn viên trở vào hậu trường thay y phục và sau đó lại trở ra. Nguồn gốc của sự sống hiện tại và tương lai. Kinh sách Phật giáo giảng rằng tâm thức không có khởi thủy, do đó sự tái sinh cũng không có khởi thủy. Phân tích cẩn thận và nghiêm túc sẽ thấy rằng tri thức không hề là nguyên nhân thực thể của vật chất. Ngược lại, vật chất cũng không phải là nguyên nhân thực thể của tri thức. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được là nguyên nhân của tri thức là một tri thức khác đã có từ trước. Đó là một cách chứng minh và giải thích nguồn gốc của sự sống trong quá khứ và tương lai, sự tiếp nối của sự sống. Tái sinh làm người là một sự quý hiếm. Hãy tưởng tượng một cái ách dùng cho bò kéo cày, bằng gỗ nạm vàng, trôi dạt trong một đại dương mênh mông. Có một con rùa già mù lòa sống trong đáy đại dương, cứ cách 100 năm lại nổi lên mặt nước để thở một lần. Vậy thì cơ may khiến con rùa chui đầu vào cái ách bằng vàng ấy là bao nhiêu? Đức Phật giảng rằng được tái sinh dưới thể dạng con người cũng hiếm hoi như thế. Cái ách nạm vàng thật quý giá, tượng trưng cho sự tái sinh làm người. Thế nhưng đồng thời nó cũng tượng trưng cho sự trói buộc và nhọc nhằn. Tái sinh và đầu thai. Chư Phật bảo rằng tái sinh là một sự thật. Chính thế, đây là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta tin rằng có một thứ tri thức thật tinh tế làm nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi thứ.